cái bàn hết chị. Nhấc cái tay lên. Chào quý vị. Xin chào sư. Qua bài giảng tôi cho là rất quan trọng, rất cần thiết, thì bà con lại không có đi đủ. Nhưng mà bữa nay thì ngó kỹ lại thì cũng có mấy cái mặt ngày hôm qua. Có người mới mà sư. Dạ. Có người mới mà. Ok. Bây giờ tôi hỏi các vị nè, cái chuyện mà để tôi nói với bà con nghe đó thì 3 tháng không hết. Bà con tin dữ lắm rồi. Tôi đã nói chuyện xuống 4 năm trời là mình chưa hết chuyện. Nhưng mà bây giờ bà con có hai lựa chọn. Một là ôm lại toàn bộ những gì đã được nghe từ ngày đầu tiên. Hai là học thêm cái mới chưa từng nghe. Không rồi. Bây giờ thì đó là hai phe của thầy Tú. Hiểu không? Dạ. Cái mới có bài cũ rồi đâu. Không, cho mai mốt mình ôn xài. Ai mà chưa học có chữ. Thì ôn nó thấy hay vậy, ôn nghĩa là tôi giúp quý vị làm cái chuyện system mai toàn bộ cái đã học. Còn đó là thứ nhất, nhưng mà nó có cái dở đó là mình làm một cái chuyện mà mình có thể làm một mình khi tôi đã đi rồi. Đó là cái hay và cái dở của cái chuyện ôn. Còn cái hay và cái dở của cái chuyện học cái mới đó, đó là mình cái chuyện mà mình tự mình systemize chưa chắc là nó thành công. Nhưng mà nó có cái hay là quý vị nghe được một điều mà không sẽ không có dịp nghe khi tôi đã đi rồi. Thí dụ như bữa nay mắt nhìn mắt gió thì bị ông hỏi tôi rất là nhiều chuyện. Mà trong thời gian mới gần không hỏi tôi, không là cái ngày mà tôi sắp về cuối chuyến ra gần tới là bắt đầu hỏi. Rất là lạ. Lạ lắm. Ở bên Florida tôi có quen hai người. Họ biết tôi gần 20 năm mà có một cái hành rất là lạ đó là họ gặp tôi họ không bao giờ họ hỏi Phật Pháp. Mà cứ lên xe đề máy bắt đầu móc qua ra hỏi. Tức là lúc họ đã ra khỏi nhà tôi móc qua ra hỏi. Thì có lần tôi hỏi chứ cô giàu đến mức mà cô phải trả phone để mà cô hỏi đạo, hay là cô sợ đến mức mà cô không có dám trực tiếp hỏi tôi. Mà cứ lại nào vậy, tức là mười mấy năm như vậy, cứ gặp mặt không bao giờ hỏi, nói chuyện tào lao. Mà cứ lên xe đề máy rồi bắt đầu nàng bóc phone ra nàng hỏi, hỏi cho tao về tới nhà. Lạ luôn cũng được, mỗi người có cái hạnh. Thì mấy người đó nếu mà họ sanh ra đời này là ok, chứ sanh ra đời Phật mà không có phone nữa, cứ hỏi mà kiểu gì cũng được. Để bây giờ mấy người lựa cái nào? Cái mới. Sao đưa tay bỏ phiếu đi mới. Cái mới có nhiều lắm. Ok, cái mới này ha. Tôi không có theo phe nào hết, nhưng mà bây giờ cái đám cũ, cái đám mà ô nó yếu quá. Chứ còn mà hiểu lầm là tôi phái bà này không được. Được. Tôi hay có cái trực tính, trực ngôn nên bà con nhiều người dẫn được. Ok, làm gì thì làm, muốn học cái mới thì cũng phải nhắc lại chuyện cũ ngày hôm qua một chút. Thì ngày hôm qua tôi có nói rằng đó là ông lại chút xíu rồi, ông lại chút xíu 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 rồi. Phật không có nói rằng mình luân hồi từ bao giờ, nhưng Phật chỉ nói là vì đâu mình luân hồi. Có đúng không? Có đúng vậy không ta? Bởi vì Phật nói đó, mà con đã luân hồi 8.000 kiếp rồi, cái chuyện nó không quan trọng. Bởi vì mình cái chuyện mà mình biết mình đã luân hồi bao lâu, cái chuyện nó không quan trọng. Thứ hai nó quan trọng. Vì chúng ta luân hồi quá lâu cho nên khi mà nói cái lúc bao giờ đó, từ bao giờ đó, là ngày nói mình không có hiểu. Tôi chứng minh luôn, các vị học thuật lý, học physics đây. Thì có những khái niệm mà nếu một người không có học physics họ khó hình dung được, cái thứ tương đối trọng lượng, tốc độ, nó chỉ là cái relative đúng không? Thấy ghê chưa? Cho nên nếu một người không có học, họ không có tin, không có chuyện đó. Chỉ riêng chừng đó thôi. Các vị biết bây giờ còn có dark matter không? Có biết cái đó không? Dark matter. Vật chất tối á. Có mơ hồ, có biết đó. Còn ví dụ như các chuyện không gian, có chuyện thứ ba, có chuyện thứ tư, là biết không? Thì đó là những cái mà nếu mà chúng ta không có một cái basic của kiến thức basic về vật lý đó, chúng ta khó mà hình dung được, đúng không? Phật không nói luân hồi từ lúc nào, chỉ nói vì sao. Vì sao ta luân hồi, nó cần thiết hơn, đúng không? Chứ còn bây giờ các vị đến gặp một bác sĩ thì
cái chuyện quan trọng nhất là bác sĩ cho biết cái bị bệnh gì và tại sao bị bệnh và làm sao chữa hết bệnh, nó quan trọng hơn là bác sĩ truy cái bị biết là cái bị đã bị nó bao lâu rồi thì nó hình như nó khi quẩn thì nó không quẩn thôi đúng không, cái bị đang rên xiết mà cái bị hỏi thưa bác sĩ bệnh để bắt đầu từ ngày tháng nào bác sĩ cho em biết được không, thì nó không quan trọng bằng cái chuyện là bác sĩ cho mình biết là mình bị cái gì và phải chữa ra sao đúng không, nhất là mình đang rên xiết thì tôi cũng từng bị đau hoàng quại tôi biết, tôi từng nhức răng thì cái chuyện mà tôi cần nha sĩ giải quyết duy nhất là sao, là làm cho nó hết đau. Cái lúc tôi cũng có quẩn, mình nghĩ đến cái chuyện mà nghe ngồi nghe ông giảng về lý thuyết mà về cái ngành nha khoa của ông là tôi chết. Răng số 8, biết mấy răng số mấy biết không? Trong ngành khoa nha, nó từng số, và thì cái số mấy là nguy hiểm, là cái số 15, 13 gì đó là nhổ vô là bị hại, thì cái số lúc đó mình không có quẩn, mình nghe ra cái vụ số mấy mà mình chỉ biết là nó chọn ngay cái số mà mình đang nhất thôi. Chỉ trừ ra Việt Nam là mình biết là nha sĩ là mình phải đánh dấu thôi, hồi nhổ lộn. Bởi vì ở Việt Nam là có cái ông đó đi xăm mình á, ông ứng ra ngoài chỗ xăm, ông đi xăm ở đây là chân phải, ở đây sẽ đâm chân trái, thì cái thằng xăm nó tại sao phải xăm, nó lỡ tai nạn họ mổ cho nó đúng. Vì có rất là nhiều người là ra ngoài bệnh viện bị bác sĩ mổ nhầm, đó là trường hợp chỉ có Việt Nam thôi. Cho nên cái chuyện đầu tiên Phật không nói ta luân hồi từ lúc nào mà chỉ nói vì sao luân hồi, bây giờ hiểu chưa? Bây giờ ghi cái số 2, do không hiểu bóng đế. Nên ta trốn khổ tìm vui bằng thiện ác. Cái giải thích trốn khổ tìm vui bằng thiện ác, trốn khổ tìm vui, cô đừng có biết chữ đẹp mà cô biết là chậm, cô biết chữ rất đẹp, tìm vui bằng, có hiểu gì, có hiểu chữ bằng thiện ác không? Bằng ở đây có nghĩa là bằng việc thực hiện đó, xem chưa? Rồi mở lên, cái đưa lên, cái dẫn xuống, cái đưa lên là cái hiểu đúng không? Mà bỏ tôi đã nói rồi, trong căn nhà đang cháy thì mình chung với sàn hay là chung lên đất cũng đều chết đúng không? Nếu mà quý vị biết cái nhà đang cháy thì sẽ đi đâu? Chạy ra ngoài, chứ không thể nào có cái chuyện mà chung sàn được hết nha. Đó bà nó bắt cười cười, có chung với sàn thiệt. Đã rồi, cảm ơn, tôi biết là gọn quá gọn. Rồi cái số 3, chỉ có một số ít hiểu được hai điều trên. Hai điều trên nên hành thiện lấn ác. Nên hành thiện lấn ác. Để không còn thiện ác nữa. Bởi vì hiểu chưa? Bởi vì thiện thì đưa mình lên, mà ác thì đưa mình xuống. Nhưng mà có điều hiểu như vậy không đáng. Mình bây giờ mình nói với thiện ác mình phải làm sao? Vẫn tiếp tục hành thiện lên ác đúng không? Nhưng mà lần này là mình thực hiện hai cái chuyện nó bằng cái gì đó? Bằng cái lý tưởng là không phải trốn khổ tìm vui nữa, mà là không còn thiện ác buồn vui nữa. Hiểu chưa? Có hiểu không ta? Tôi nhìn mắt tôi biết gì không hiểu, tự nhiên cụ áo tím này rất là tiếc, nhưng mà tôi không có thể giải thích riêng cho cụ, tôi mệt quá mệt rồi. Chị ngán buồn vui nữa, cái gì hiểu nữa. Rồi đúng chưa? Rồi cái cuối cùng là cái bài ngày hôm qua, tôi nói không ôn nhưng mà tôi cũng vẫn phải lòng chút xíu rồi tôi mới nói chuyện bữa nay được. Cái ngày hôm qua, tùy vào căn cơ của mỗi người, căn cơ mỗi người, căn cơ mỗi người nha, mà ta có kiểu tu tập ra sao. Kiểu tu tập ra sao, cái này mà chỉ cần mà hơi hôm nay thì tôi nói thông minh thì kỳ quá. Mỗi người mà đừng có để này nó chạy lừa lâu ngày quá, đọc thì hiểu. Hiểu những chay lười không?
Có nghĩa là để cho nó đi vắng lâu ngày quá rồi đó, cho nó lên nó đóng bụi thì thôi. Chứ cái này nếu một người có tiếng Việt đó thì vậy nó rất là bình thường. Một là người vậy, hai là người mà thức khuya nhiều quá. Đó sao? Và từ đó kiểu đặc chứng cũng không giống nhau. Đó là bạn Hoàng đúng không? Bây giờ tóm hết là móc hoa ra chụp chứ ghi điện thoại nha. Và từ đó kiểu đặc chứng cũng không giống nhau. Đủ chỗ không? Kiểu đặc chứng không giống nhau, không giống khác nhau, phải không? Hiểu không? Tới đây mà các bạn biết tôi nằm mà tôi rung dữ lắm. Tôi chờ các bị mời lên á, tôi rung nhiều chuyện lắm. Thứ nhất là mối cái gì, vì trong đó là mẹ cao máu cũng không được ăn ăn mặn, tiểu đường không được ăn ngọt, cholesterol kỵ dầu mỡ chiên xào. Tôi ngồi tôi suy nghĩ hoài là không có ra thằng kỵ đồ cứng. Tôi ngồi tôi nghĩ về nguyên đám là bệnh không còn nhiều lãi cái gì. Giờ chỉ còn nước là thấy cháo xây nhuyễn đè ra đổ vậy thôi rồi. Khổ thiệt chứ. Cho nên tôi đi dạy các nơi thì tôi cứ chia ra lớp bún bình là tôi dạy riêng, rồi cái lớp răng sữa tôi dạy riêng. Mà ở đây quý vị theo quý vị là tụi cái tám nhóm nào? Bún bình, bún bình. Chắc ăn mà đó là lý do tại sao cái chỗ này nhà thì nhỏ người ít mà sao nó chặt, vì mấy cái nôi á. Nó mấy cái nôi thôi nó đã chặt rồi, cứ nghe em đi, mấy cái nôi vui thì bây giờ cái việc nhận qua cái này nè cô. Dạ thì bây giờ tôi ôm lại cái nhận qua, ôm nhanh là đi học rồi mới. Người đến với đạo mình thì căn cơ khác nhau rất là nhiều. Chính người mười ý, con nhiều cha, người từ tứ xứ, căn duyên thiện ác nhiều đời không ai giống ai. Miễn là có chủng tử Bồ Đề, khi gặp Phật thì Ngài có trăm phương ngàn cách để Ngài hướng dẫn. Xem chưa? Thì trong tất cả các đối tượng tu hành giải thoát, trong tất cả các đối tượng tu hành giải thoát, khi mà đến tu tập á, thì có nhiều cái hạng, được chia là nhiều hạng khác nhau. Cách kia chia thứ nhất là có hạng trí nhanh và trí chậm, đúng chưa? Cách chia thứ hai là cách chia thứ nhất có hai thôi, là trí nhanh trí chậm. Cách chia thứ hai là phiền não nào nhiều, thì ở đây trong kinh chỉ nói cái hai, lấy hai phiền nhỏ cho nó gọn, đó là tha mái nhiều hoặc là tài kiến nhiều, đúng chưa? Rồi cái cách chia thứ ba đó là hành giả khi mà đến tu với Đức Phật, học đạo với Đức Phật thì người đó đức tin mạnh hay là định mạnh hay là trí mạnh, nghe kịp không? Mà tại sao có mấy cái khác đó là vì cái này nè, vì căn cơ của mỗi người mà ta có kiểu tu tập khác nhau và từ đó có kiểu đắc chứng khác nhau, nghe kịp chưa? Hôm qua tôi nói rồi, tại vì sao có những cái khác đó tôi nhớ tôi giảng không biết bao nhiêu lần rinh rưng, và tại đây là ngay ở trong cái thế giới năm trần có người thích xài mắt, cái người thích xài tay, đúng không ta? Dạ. Tôi thấy có người ăn rồi thích nhậu, không có không? Có người ăn rồi thích đánh bài thôi, có người ăn rồi là chỉ thích là sưu tập nước hoa, có người ăn rồi là chỉ đi tìm món ngon, có người ăn rồi là thích nhìn ngắm, thích quần là áo lụa, thích chăn êm đẹp lắm, có người thích xe xịn hàng hiệu, có người thích nhà cao cửa lớn, đúng không? Đấy, chính mà nếu cái thích của mình khác nhau thì cái ghét của mình có khác nhau không? Đại khi cái thích và cái ghét của ta không có giống nhau thì nó mới bèn dẫn đến cái kiểu sống và kiểu hành động không giống nhau, đúng không? Rồi và cái chỗ mình ở rồi cái người mình gặp nó cũng không giống nhau. Và hôm qua tôi đã nói rồi, trong cái kỹ thuật hội họa màu đen cộng với màu trắng nó ra màu X, màu X mà cộng với màu đen nó ra màu Y, đúng không? Màu Y cộng với màu xanh nó ra màu S, màu F cộng trở lại với màu A nó ra màu N, đúng không? Có nghĩa là cộng cái này cộng cái kia nó ra màu khác, lấy cái khác đó cộng đó lại cái màu gốc thì nó ra màu khác, hiểu không? Thì như vậy cái thích của tôi không giống cái thích của quý vị, từ đó nó dẫn đến cái chuyện cái ghét của tôi không giống cái ghét của quý vị, đúng không? Chưa, hai cái khác này nó cộng lại với nhau rồi cộng với vô vàn những cái khác nữa. Những khác gì? Bạn mà tôi chơi nó cũng không giống bạn của các vị, đúng không? Chỉ vậy cái khác của tôi cộng với
vô số những cái khác nữa, thì cuối cùng là cái background của chúng ta không giống nhau. Bây giờ nghe kịp chưa? Đấy. Nhưng mà có vấn đề thế này, tuy khác nhau nhưng nếu mà nó có điểm đồng càng lớn thì chúng ta cũng sẽ có cái kiểu tu tập gần giống nhau. Điểm đồng đó là gì? Tức là tuy mình khác nhau nhưng mà trong cái những cái khác đó, cái thiện nó nhiều á, thì vậy chúng ta cũng có được điểm đồng, có hiểu không? Còn nếu mà chúng ta khác nhau nhưng mà điểm đồng của chúng ta lại là cái ác, có hiểu không? Từ đó mới ra cái chuyện này. Có những hành giả ông chụp cũng nhắm ra ngoài chụp chứ chúng nó tóc bà này. Ông về mở ra nó trời Phật gái gì nó rối như tóc vậy trời. Thì là có những hành giả là nó đàng hoàng cũng cười. Những lúc giảng này là tôi thèm cái trà đậm mà nóng. Tại sao? Tại vì uống ít nó không đi tiểu. Còn uống nhiều á, nó phải đi liên tục là mình mất thời gian rất là nhiều. Cái những chỗ mà cho tôi uống nhiều quá, uống hai bát nước tôi bị vừa đai viêm vừa đi tiểu thôi, vừa nước vừa cái tôi nghĩ sao làm sao mà mất thời gian được. Rồi bây giờ nghe nè, chính vì cái thích và ghét của chúng ta không giống nhau và bao nhiêu thứ nữa cũng không giống nhau, cho nên nó mới dẫn đến chuyện chúng ta cái kiểu tu tập không giống nhau. Tôi ví dụ có những cái chỗ là đáng sợ này, có những hành giả tâm tu rất tốt, lý tưởng giải thoát rất tốt, nhưng chẳng may họ sống trong cái môi trường sắc xanh, hiểu không? Bởi vì nam tông Phật giáo mình nghĩ không có chuyện lên mạng ăn chay cũng biết đó, tức là tùy duyên mà ăn uống đúng không? Nhưng mà xui cho họ, họ lại ở trong một cái môi trường sắc xanh, cho nên họ tuy không sắc xanh nhưng mà họ thường mắc vào cái tội tùy hỷ sắc xanh cũng biết đó. Không có giận con chưa biết đúng rồi là nghe tôi nói cái này, nếu mà cái này bữa nay có thâu băng phải không? Dạ có. Cái này tôi đem diễn đời tư ra tôi nói thiệt luôn, dù như cái chuyện dĩ dãn dơ giấy dễ dàng gì vô dính lên nha. Thì cái bậy của cái việc ăn mặn là gì? Đúng là cái kiểu ăn mặn của nguyên thủy là tùy theo ơn bác đúng không? Thì thức ăn mình không thể nào mình lựa chọn là đói nhanh ăn bữa đó nó buồn nó liền cho cục thịt rồi nó không bỏ cái gì hết rồi bữa đó về đói le lưỡi đúng không? Thế là mình phải tùy duyên. Nhưng mà trong cái điều kiện hôm nay mà có nhà bếp, có người nấu ăn mà mình cứ đè, mình mặc món mặn ra mình ăn, người ta chửi là phải. Có đúng không? Là bởi vì thế này, ở những cái chỗ mà gần vùng biển nó có những cái bến cá, có đây có hiểu cái bến cá không? Thì ở bến cá là gì? Bến cá thường là chỗ cá tươi nhất trong thành phố đó, có đúng không? Trong một cái lô cồn thì bến cá là chỗ cá tươi nhất, bởi vì từ bến cá nó mới đi cắt nước đúng không? Đấy. Thế là cái tâm lý của người nấu ăn thường họ kiếm đồ tươi, đồ tốt, đồ rẻ, đồ ngon, bổ. Thế là hay mò ra cái chỗ mà đồ tươi mà nghe bến thường là rẻ đúng không? Có đúng không thanh? Thì bến là cái gốc mà nó rẻ, mà bến thường là đồ tươi đúng không? Rồi mà đã rẻ tươi thì nuôi gì không nghe nữa rồi, hiểu không? Mà tại sao nó tươi là vì nó cá biển thì nó không có hiếm, có con cá biển nào sống lắm, nhưng mà đây nó mới vừa chết. Mà tại sao nó mới vừa chết? Bởi vì nó mới vừa bị vớt lên, nói gọn lại là nó mới vừa bị giết. Thì mình là hành giả, mình tu hành tinh tấn, mình chánh niệm, mình từ tâm tùm lum, nhưng mà biết mai hay đuổi mình sống ngay chỗ đó. Mỗi ngày mình ăn cái thứ đó, mình ăn cái thứ mà ngon và rẻ đó, tuy mình chưa bao giờ mà mình có ý mua đồ sống, mà giờ nếu người khác đi chợ mình cũng chưa bao giờ mình dặn họ đi mua đồ sống đúng không? Dạ. Nhưng mà có một cái chuyện mà các vị phải đồng ý với tôi, mỗi ngày các vị ăn các vị thấy đồ tươi ngon, đồ không tươi đúng không? Dạ. Đúng vậy không? Dạ, đúng. Chính cái chuyện mà mỗi lần mình ăn mình thấy thích cái tươi đó, có nghĩa là mình đã kính đáo, mình cộng nghiệp với cái chuyện. Tôi tu thiền 40 năm bên bờ biển, nhưng mà cái thức ăn của tôi đó, nó lại có dây dưa ít nhiều với cái vụ sạch sạch. Thế là cái ngày mà tôi gặp Phật, tôi đắc đạo, bệnh truyền nguyên khói lửa. Vì đâu? Vì nghiệp sát. Tuy tôi không được tiếp sát nhưng mà thấy mắt cũng không đồng ý. Dạ không. Còn thấy nó có két, nó có dự phần không? Dạ có. Bây giờ tôi không được tiếp giết, nhưng mà cái đó là cũng một cái kiểu mà cộng tác nhẹ, có thể hiểu như hợp tác nhẹ không? Dạ. Đấy. Cho nên tại sao cái người bị A-la-hán bệnh truyền miên?
không bị ai giết, không bị ai đâm, không bị ai đánh đúc, nhưng mà cứ là nắng không mưa, mưa không chịu, ghét gió kỷ mùa sương, mùa suốt mùa thu cách mạng như vậy. Chưa đắc đã bệnh rồi, bệnh gà rề, nó hồi đắc rồi cái bệnh gà rề tịch luôn. Hoàng pháp con đường mới vừa giảng hai ba câu là nhảy mũi cắt cơm rồi, bị hỏi như vậy thì làm sao mà giảng đây? Mà trong khi trí tuệ như mặt trời thì em chỉ mà đã gì có nhiều vị nó do nghiệp sát nặng quá, đắc thiền rất là khó, biết không? Nó tao lớn đó, rồi cái chuyện mà tập trung nó khó, cho nên tới hồi đắc quả rồi đó, có nhiều vị a lán mà không có đắc thiền định, biết đó không? Có đó không? Không giờ không? Có rất nhiều người phàm phu đắc thiền rất là dễ, nhưng có nhiều vị a la hán không có thiền. Ồ, nó có ít thế, nó thiếu cái elemente thì nó khó. Cái tôi luôn ngủ mà. Các vị đã hại hư đời tôi. Trong lớp này khi mà tôi nổ là tôi dạy mà tôi thấy nó bị bơ ra cái là bắt đầu chán. Và cái chưa hư thì mới hư. Hiện nay tôi có quen được một vài cô cực trẻ, cực đẹp, cực dễ thương mà giáo lý cực giỏi. Cứ mỗi lần tôi dạy có bị bắt tôi phải nhớ về cái vòng tay lạ như vậy là nó quá nguy hiểm. Các vị phải giỏi lên, đặng các vị kéo tôi về với đạo chứ. Chứ đẩy tôi về với ma là tại vì quý vị, giờ tôi có tật của tôi mê ai là vì quý vị. Các vị phải chịu trách nhiệm trước Chúa trong ngày phán xét nha. Cho nên là cái bị nghe dễ sao? Chỉ vì ở ngay bờ biển, chỉ vì thích ăn ngon. Gớm chưa? Rồi hồi sáng tôi mới kể cái hôm sáng hôm qua tôi quên rồi. Cái bà mà tu thiền bên Miến Điện xui ở ngay cái chỗ cái ông mà tu ở biển 40 năm thì là do chỗ ở ông, đúng không? Còn cái bà này mà tôi kể đó là bà là do gần cái chỗ ở thì ok, nhưng mà do cái người mới gần là bà làm là bà tá. Suốt 10 ngày bà mất $2,000 để bay từ Thụy Sĩ qua đó để tu thiền, nhưng mà rốt cuộc bà mất 10 ngày để toàn là 8 không. Như vậy khi mà mới về mới kể tôi nghe, tôi nói gì là chỉ mất quá nhiều, mất $2,000 để đi qua đó nghe tám, có như 2,000 nó bị đốt, đúng không? Và mất 10 ngày để nghe tám, vì vậy vừa mất 2,000 mà cộng với mất 10 ngày. Và cái này mất thì mới ghê, mất cái cơ hội mà trồi đầu khỏi biển. Các còn nhớ vụ đó không? Yeah. Tức là cái người không biết đạo thì là con rùa mù, còn mình biết đạo thì mình là con rùa sáng. Và có con rùa mù thì trong kinh đó 100 năm nó mới trồi lên một lần, ví dụ thôi nha. Còn mình con rùa sáng thì mỗi lần mình chánh niệm là mỗi lần mình trồi lên một lần, vậy cơ hội mình nhiều hơn. Mà chỉ mất tới 10 ngày, có nghĩa là chỉ mất biết bao nhiêu lần trồi đậu. Đức mới nghe bà mới hẳn mà kinh mà muộn. Cho nên bây giờ các vị hiểu chưa? Do cái căn cơ thiện ác không giống nhau, nó mới dẫn đến cái chuyện là hết chỗ ở, tại sao về biển ở, tại sao về ở gần cảng cá. Thấy kịp chưa? Do cái cơ căn cơ mình làm sao mình mới gặp bà Tám. Thứ nhất, có nhiều người họ không có duyên để gặp bà Tám, có tình gì đó không? Có chứ. Tại sao có nhiều ông lấy nhầm bà vợ nhiều chuyện? Cái đó cũng là con người anh làm sao đó. Tại sao tôi không gặp bà vợ tôi cắm? Tại sao vậy? Tụi ba chị thề nhịn ăn, nhịn nói, nhịn nói cao miệng thôi. Cho nên tại sao tôi lấy vợ cắm? Tại sao anh lấy bà vợ nói chuyện? Đó là cũng duyên nghiệp nha. Chưa hết. Không phải ai ở gần bà Tám cũng bị ảnh hưởng xấu, có đúng vậy không? Đấy, cho nên tôi nói thật là sâu, đó là chính do cái căn cơ thiện ác không giống nhau, nó mới dẫn đến cái chuyện mà kiểu tu tập không giống nhau. Nó đưa ta về những hoàn cảnh không giống nhau, và trong cái hoàn cảnh không giống nhau ấy, ta có kiểu tu tập không giống nhau, và tu tập không giống nhau nó dẫn đến chuyện đắc chứng không giống nhau. Khiếp chưa? Cho nên mỗi ngày cứ để ý, người ta thường gặp lại, đề tài ta thường suy nghĩ là gì, cái ta thích là gì, cái ta ghét là gì, cái ta bận tâm là cái gì, rất quan trọng. Rất là quan trọng, bởi vì chính nó sẽ dìu ta về những cái phương trời ba đào mà mình không ngờ được. Tại sao trong cái cuộc biển khổ bao la, tại sao anh không sanh về xứ Iraq mà đã sanh về Do Thái? Không thể ngẫu nhiên đâu thưa quý vị. Các vị đừng có nói với tôi là tại vì tôi không đủ phước, tôi về không đủ phước về Thái Lan biết Việt, cho nên tôi lạc qua Iraq để tôi tu theo Hồi giáo. Sai. Nếu mà anh không đủ phước, tại sao anh không về Thái Lan, anh ở trong bưng đường biển làm nhà nghèo? Nó cũng là dành cho người thiếu phước vậy. Mà tại sao thiếu phước mà phải đi về xứ Iraq để tà kiến? Có hiểu không? Đâu phải xứ Thái Lan là xứ dành cho người có phước đâu. Sai. Thái Lan có người giàu, người nghèo, người ngu, người giỏi, người thờ, đủ thứ hết. Mà tại sao mình không về Thái Lan để mình có cơ hội nghe đạo, mà lại đi về Iraq, về Do Thái? Why?
Là vì cái khuynh hướng tâm lý của anh nó như thế nào đó. Có rất là nhiều người Phật tử tôi tiếp xúc với họ, họ có khuynh hướng này, khuynh hướng đoạn kiến rất là nặng. Vì sao? Vì họ học ba mới, họ không có tin cái chuyện mà họ cho là mê tín. Họ bác riết cuối cùng họ không tin gì hết. Và tôi nói các vị nghe một chuyện, các vị có lẽ mắt chữ O, miệng chữ A, pháp sư Thông Kham khi cuối đời không có tin chữ Thiên. Bên Thiên Chúa có cha Nguyễn Văn Vàng, cái thần chống không diễn. Cái miệng mà phải nói cái miệng bằng vàng của Thiên Chúa là cha Nguyễn Văn Vàng. Bên Phật giáo thì có ngày phụ giác với người pháp sư Giác Đức. Nếu nhà bà tôi biết không? Cái đặc biệt thuyết pháp thằng lằn lên tượng phải rớt xuống. Giỏi như vậy. Khi mà cảnh sát đã chiến tới, mấy vị chỉ nói có mấy câu thôi. Là bà già trầu là thấy nhào lên phía trước. Không sợ chết, giỏi như vậy. Thì pháp sư Thông Thao trước đó vẫn là một pháp sư giỏi như vậy. Giỏi cả cái tầm lớp. Ấy vậy mà cuối đời do tiếp xúc ai đó rồi do cái tiền duyên như thế nào, nó gần cuối đời pháp sư không có tin chi thiên. Kinh điển đọc lao lao. Chỉ tôi mới gọi là ngày hôm qua, tôi giảng là tôi gọi nói qua tôi quên. Tôi nên có kể chuyện một cái ông cư sĩ đã 30 năm tu tới nằm xứ trong rừng. Cư sĩ tức là mỏng tu hoài mà do cái tiền duyên ổng, cái tâm nó không có định được, nó không có niệm, nó cứ lăng răng 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 răng. Cái thứ hành giả ở mình thì nhiều phải không? Tu vua phải không? Ổng không có cho nó cứ ngồi mà nó niệm ở chỗ khác. Tiếng Hán gọi là tại bất tại, có nghĩa là thân ở đây mà lòng ở nơi khác, gọi là tại bất tại. Thì khi lúc cuối đời đó, ổng bèn có suy nghĩ như sao? Cái đạo mình tào lao không? Chỉ vì cái suy nghĩ đó mà ổng mới sanh là một con cá sấu to đùng ở trong rừng. Tại sao ổng làm con cá sấu thiệt là to? Là bởi vì nhờ cái phước, cái phước mà thờ tính Tam Bảo một thời gian. Thì trong kinh nói cái này mới đặc biệt. Khi ta kính mới những nhân cách lớn thì ta sanh ra nó cũng là một. Biết tôn trọng những nhân cách lớn thì đó là một trong những điều kiện để ta có cái thân tướng lớn. Biết tôn trọng những giá trị lâu bền thì đó là một trong những điều kiện khiến ta có tuổi thọ lâu. Biết tôn trọng những đỉnh cao tâm linh thì ta sẽ có được những chiều cao về tâm sinh lý, có biết cái đó không? Ok. Thì ổng có cái lòng một có một thời ổng thờ Phật, cho nên giờ bây về sau đó ổng cũng không có còn nữa. Nhưng mà cái giai đoạn đó vẫn còn có tác dụng với ổng, vẫn có ý nghĩa nhất định hơn trong nhân quả. Cho nên ổng làm một cái xấu rất lớn ở trong rừng. Nhưng mà vì ổng có một cái một là đoạn một có cái tà kiến cũng lìa bỏ cái niềm tin. Đó là một cái xấu được. Đừng có kể ra đây cho các vị sợ, thì để các vị lưu ý rồi. Đừng có cho rằng mình có những lý là đủ, bởi có lúc nào đó những cái này cái kia trong tiền kiếp ấy, nó bèn hùng lại, nó bèn gom lại, nó biến thành mình là một con người khác. Các vị có tin gì đó không? Nếu không tin thì chứng minh là các vị phải tin. Nguyên một đám người phàm đi nghe pháp gặp Phật giống nhau, nhưng có một cái kẻ tự nhiên có một thời điểm nào đó những cái duyên lành trong nhiều kiếp nó hùng lại, nó dồn lại khiến người nó giúp người đó đắc quả có không? Thì nếu mà những cái duyên rời rạc trong nhiều kiếp nó dồn lại, nó làm cho người đắc quả được, thì tại sao những cái nó là không có những cái duyên nó dồn lại khiến người đó đạt kiến? Ở trong vườn các vị nó có rất nhiều hạt giống trái ngon và trái độc. Thì nếu mà bữa nào mà tụi nó hứng lên là mấy cái hộp hoặc cái hạt giống độc mà nó hứng lên mà nó trổ một lúc là mình chỉ có nước le lử. Ví dụ như các vị biết mắt mèo không? Rồi bao nhiêu thuyết Việt Nam có cái lá ngón. Lá ngón tức là một loại lá rừng nó độc. Chỉ hai ba lá bỏ vô trong nước rồi là ăn chết. Gọi là cái lá trúc đào mà nó ngày xưa có gọi trúc đào chiều lúc đó còn nghe rồi đó. Cái bài hát rất là hay, bài thơ đó rất là hay. Nhưng mà cái trúc đào đó mà ghét ăn, làm nhà lá bỏ vô nồi nước sôi là uống trong lần về cứu sinh ra. Trúc đào, bỏ là thủy tiên, cái củ thủy tiên, cái con dao mình cắt cái củ thủy tiên mà mình quên rửa, mình sắc được ăn vô mình rất có thể bị nôn mửa, vì nó có cái chất cơm. Cyanide là nó hại cái này kinh hoàng lắm. Cái củ thủy tiên, chẳng những thủy tiên mà hầu hết những cái anh mà có củ là độc kinh khủng. Hoặc kể cả cái khoai tây mà nó có cái mầm mà mình tiếc mình vẫn ăn, mà nó có cái chất hại cái này kinh khủng lắm. Củ khoai tây
mình rất ít. Thì khi có những thứ mình thấy thì nó không ngờ nó đọc, nhưng mà khi hỏi đủ nhân viên nó bèn đọc. Nghe chưa không? Ví dụ như các vị có biết cái hạ tiện và cái tiết kiệm nó cách nhau có 1 cm đúng không? Hiếp chưa? Cái hoang phí và cái rộng rãi nó cách nhau 1 cm. Cái tấm dễ cảm thông và lòng đa cảm nó cách nhau có 1 cm, và từ đa cảm nó chuyển qua đa tình và lãng lơ có 1 cm thôi. Và mình có đó mình mới ngờ. Một ngày kia tụi nó bèn hùng lại, nó biến mình thành một cái con người rất là lạ. Nghe kể không? Một con người mà chính mình không ngờ. Mà tại sao kỳ như vậy? Trong một sớm một chiều mà mình thành như vậy, vì đó là sự chín mùi của các duyên. Sự chín mùi của các duyên. Không biết các vị có còn nhớ chuyện thì chắc chắn có, mà không biết các vị có lý không? Có rất nhiều chuyện mà mình đã từng biết qua mà và mình đã quên mất. Bỗng nhiên có một ngày nó sống dậy trong đầu của mình và mình hiểu ra rất là rõ ràng, nó đúng rồi. Đắc đạo là vậy đó. Đắc đạo là vậy đó. Có điều nó phải thêm bậc nữa thì được gọi là thánh. Có nhiều cái chuyện mà đó giờ mình nghe nó chứ mình cũng à biết, nhưng mà nó không có một cái sự mà tiếng Nhật tức là satori á, có nghĩa là quắc nhiên đại ngộ đó. Đúng là nói tiếng Việt tự nhiên vậy, cái chữ satori là cái chữ mà nghe cái người Mỹ họ cũng không dám dịch, bởi vì nó là suddenly and finally in the enlightenment. Mà chỉ cái là dịch gượng thôi, chứ còn thật ra cái satori nó là đột nhiên bùm một phát. Nó gọi là mental big bang, quắc nhiên đại ngộ. Đại khái như vậy. Thì nếu mà có nhiều chuyện tào lao mà mình còn quắc nhiên nhận ra muốn chuyện thì đối với bốn đế cũng vậy. Mình cứ học hoài như nít vậy đó, kêu là mọi thứ đều là khổ, thích cái gì cũng thích được. Mình học vô kép nhưng có một ngày mình nhận ra là từ cái hơi thở vào ra cũng là khổ. Và cái cảm giác dễ chịu trong lúc mình thở nó lại là tập đế. Các vị có bao giờ nghĩ là mình ăn ngon là tâm tham, các vị biết mình thở mà tâm tham biết không? Nó khiếp như vậy, chỉ có người chánh niệm mới nhận ra cái đó bằng chứng. Là khi mà nó ra hết rồi thì nó có bèn có nhu cầu kéo vào đúng không? Đối với bậc thánh, nhu cầu sinh lý chỉ thường tiến là nhu cầu sinh lý, nhưng đối với người phàm, nhu cầu sinh lý thường đính kèm với nhu cầu tâm lý. Có đúng không ta? Có phải vậy không? Có cần tôi nói rõ hơn không? Nhu cầu sinh lý nó phải kéo theo tình yêu và tình dục có đúng không? Có đúng không? Khiếp chưa? Mà hồi đó thì mình nghe nói nhu cầu sinh lý mình cứ tưởng chuyện nghe không, nghe các thở nó phải là nhu cầu sinh lý không? Và ăn và uống gãi vuốt tóc có phải nhu cầu sinh lý không? Nhưng mà khổ thay, đối với người thất niệm họ không có nhận ra rằng khi ta để thỏa mãn những nhu cầu ấy thì cái nhu cầu sinh lý thường nó đến kèm với nhu cầu tâm lý. Các bạn biết hút thuốc và uống rượu nó có hai cái thứ là động cơ biết không? Một là cái nhu cầu về sinh lý, nghĩa là sẽ kích thích, đến cái giờ nó phải có nicotine, phải có chất alcohol biết không? Chỉ có được hỏng thuốc là bị thói quen, biết đó không? Hả? Biết hả? Biết số người gặp hay ít. Không biết gì đó. Chỉ nói chuyện đời, nói chuyện đạo. Tại không có tôi. Cái đó là bad habit. Cái đó là cái kiến thức rất là... Hả? Dạ, tức là cái gì không trải qua cũng biết biết phải không? Cái cổ nó cứng quá nó không gặp được. Cái suy nghĩ nó rất nguy hiểm gì vậy thì con biết ở tù không? Không, tôi đang nói nghiêm túc. Cô đâu biết buôn áo thiện là gì đúng không? Chưa có kinh nghiệm. Thì bữa nào có thằng mẹ là nó dúi cho cô một ký, nó nhờ cô đi giao hàng, cô đừng có đi nha, vì cô nói cô không có biết tù là gì. Có nên không? Ok, cái chuyện đó mình không nên, không có làm nhưng mình có nên biết chứ. Rồi sẵn đây tôi nói luôn, tất cả bà con ngồi ở đây biết rồi thì thôi, mà ai biết thì xin nhắc luôn, vì là lòng từ tôi có nhắc. Đại kỵ ở các thị trường quốc tế không có cái vụ từ bi cộng dừng, tôi biết không? Biết. Cái chiêu này là rất là độc, nó bồng con mà nó nhéo con, nó cho con nó khóc. Tự nó làm cho con nó khóc, xong rồi nó nói chị em đưa cháu ra bồng toilet, chị cầm em cái này. Một hồi mà tới chỗ security hết nè, chị cứ liền lên đó cho em. Anh cho nó lẹ chứ em ra số hàng lâu. Mà đứng đây nghe cho nó. Chị cứ tới đó chị liền qua đó cho em. Hiểu không? Yeah. Em vô đó em ra liền, em ra sao? Tại vì em còn phải bồng em bé. Thế là nó bồng đứa con nó vô trong rách rồi. Còn mình thì không có cái vỏ, cũng còn gọn thôi. Thì mình liền rồi, mình của bà mình liền luôn. Đúng không? Camera nó quay, nó thấy rõ ràng mình với bà kia đang nói chuyện. Yeah. Mà nó thấy camera là cũng ghi âm thôi. Nó chỉ ghi hình thôi. Nó thấy hai người nó tóc.
thì nó thấy chính mình cầm cái giỏ để mình luyện liệu mà bởi nếu mà nó ok thì bá bầu con ra bá nhận, còn nếu mà bị dướng thì ai dướng? Rồi các vị nói cảnh sát là tôi không biết gì hết, cảnh sát tính nhớ nha, nhớ cái tôi có một vài người quen họ rất là nhân từ và rất là hồn nhiên, tôi sợ gì nữa, họ chỉ nhờ mình cầm cái một đoạn thôi biết không, họ thấy cảnh sát từ xa tới là chỉ cầm thì em họ làm cho đứa con khóc làm mình tin nghe, mà may mắn đứa con không phải của họ nữa. Các bạn biết cảnh sát Mỹ đó, họ bắt nhiều cái vụ buôn ma túy rất là độc. Đi nhớ Mexico nè, nó bồng một đứa bé đi qua, cảnh sát nó không có biết. Cuối cùng sau này cảnh sát mới biết, đó là xác chết thôi. Nó có cách nào đó, nó vào bệnh viện nó mua mấy cái hại, thậm chí nó giết luôn cũng được đó. Nó bắt cóc rồi nó giết, còn không nó vô bệnh viện nó mua cái xác. Cái xứ tham nhũng như mẻ mà, nó mua xác nó mới bỏ 1-2 kg vô trong bụng đứa bé rồi thế là nó bồng đi ngang là cảnh sát giờ nó lên cái xác thấy xong rồi. Nó đọc nó như vậy đó. Mấy người lợi dụng cao quá, nhớ nha. Chứ đừng có nói mà mở điện ra là em không có biết, cho nên em cứ làm tới thôi. Rồi thì tùy vào căn cơ mà chúng ta có kiểu tu tập khác nhau là nãy giờ tôi nói. Tức là tùy vào căn cơ mà chúng ta có cái kiểu thích và ghét không giống nhau. Từ đó chúng ta tạo thiện ác không giống nhau, đúng không? Và chính vì cái thiện ác không giống nhau cho nên nó trở thành ra một cái background không giống nhau. Chúng ta có những cái thích không giống nhau, có những cái ghét không giống nhau, và từ đó nó dẫn mình đi tái sanh về những chỗ không giống nhau. Ngay cả do một sự trùng hợp nào đó chúng ta sanh vào một cái cảnh giới trong cùng một gia đình như nhau, nhưng mà vì cái background không giống nhau cho nên mà chị thì thích tụng kinh mà anh thì là chuỗi. Bây giờ xin sư trở lại cái câu nói hồi nãy sư giảng lại dùng cái kỹ chút, sư nói rằng có những bậc thánh mà chưa từng chứng thiền, cái câu đó con chưa hiểu. Ok, diễn thế này. Có phải tất cả những người nấu ăn họ đều có bộ đồ nghề tốt giống nhau? Các vị có thấy cái bộ dao nào mà 1.000 đô la chưa? Đúng, hiểu chưa? Nhưng mà nếu tôi không có tiền để tôi mua mà tôi xài bộ dao của China, tôi mua ở Marshall ra thì tôi nấu ăn được không? Miễn sao tôi cắt được thôi, hiểu chưa? Mà quý vị nên nhớ tôi là một chiếc khúc nấu cho nhà hàng năm sao. Nhưng mà trong một cảnh đặc biệt nào đó, miễn là tôi có một hai con dao mà sắc được thì tôi vẫn nấu ăn được, đúng không? Còn cái cô này là cổ cũng là chiếc khúc, nhưng mà cổ có nguyên một bộ dao rất ngon. Bà đi đâu cũng bà có một bộ nạp, chảo, bộ nồi, bộ dao, bộ kéo, là nguyên một cái set thu rất là ngon lành, đúng không? Thì định là gì? Y chang như bộ dao đó thôi. Có. Tại sao chúng ta phải cần có định? Là bị định nó là cái khả năng tập trung tư tưởng. Với cái khả năng định tâm ấy, nó giữ cho cái trí của mình nó không bị, giữ cho cái ngọn đèn trí nó không bị gió nó chao, hiểu chứ chao? Chao bão. Dạ, chao là nó lắc, nó quơ lại, khi nó quơ vậy thì cái ánh sáng nó không có được tốt, đúng không? Cho nên cái định là nó có khả năng nó giữ yên để cho cái ánh sáng của trí nó làm việc, nghe kịp không? Đó. Nhưng mà cái định của mỗi người do cái căn cơ lại khác nhau. Có vị cái định của họ là đồ xịn, họ phải có nguyên một bộ dao 1.000 đô họ lấy nó để họ nấu ăn. Nhưng có vị do ba la mật, họ không có bộ dao 1.000 đô mà họ chỉ có dao 5 đồng 10 đồng, miễn sao cắt được thế là họ nấu, nghe kiểu không? Đó thì cái loại thị thánh cũng có hai loại. Kiếp trước từng tu thiền đắc thiền đắc định có thần thông, đời này họ muốn chứng thiền họ chỉ nhìn một cái miếng màu xanh, họ chỉ nhìn màu xanh là họ đắc thiền định, họ chỉ nghe gió thổi là họ đã đắc, họ chỉ nhìn ánh nắng mặt trời họ đã đắc thiền rồi. Dạ, đắc thiền, cái đó là đắc thiền. Dạ đúng. Và khi họ đắc thiền rồi thì họ với cái khả năng định tâm của người đắc thiền, họ theo dõi hơi thở, họ quan sát thân tâm đang thiện đang ác, đang buồn đang vui, đang bỏn rẻn, đang ganh tị, đang sợ hãi, đang ghen tuông, họ theo dõi rất là bén. Vì sao? Việc họ theo dõi bằng cái khả năng định tâm của người đắc thiền như thế. Nhưng mà có những vị kiếp trước, đúng ra trong vô lượng kiếp trước ai cũng đã từng đắc thiền hết, nhưng mà trong thời gian gần phải nhớ cái đó nha, cái chỗ này phải ghi chú thêm, không có ai mà chưa từng đắc thiền, không có, dầu con ruồi con muỗi cũng vậy, vì liên hồi quá lâu, không có cái chúng sanh nào mà chưa từng đắc thiền. Nhưng mà ở đây người ta nói kiếp trước thì nghe là cái thời gian gần đây nè. Họ có bị hỏi gần bao nhiêu thì tùy, gần đây có thể là 1.000 kiếp, 1.500, 600, 300, 200,
Nghe hiểu không? Chứ cái chữ gần đây thì tùy người, có những người thì 1000 kiếp vẫn là gần, có người 300 kiếp vẫn là gần, có người 50 kiếp là gần. Nha nhá. Thì khi mà cái thời gian gần đây mà họ không có đắc thiền thì bây giờ cái khả năng định tâm của họ nó không có thể, nó không đủ để cho họ đắc sơ nhị tam tứ, đúng không? Dạ. Nhưng mà do cái duyên lành ba la mật họ đủ sức chứng sơ nhị tam tứ quả, chứ không có đắc sơ nhị tam tứ thiền. Cho nên lúc đó họ nấu ăn, cứ tạm ví dụ bằng con dao 5 đồng. Tức là họ chỉ cần, bây giờ định nó có 3, sát ra định, cận định là kiên cố định. Cái sát ra định là cái khả năng tập trung từng lúc, từng lúc, từng lúc. Ví dụ như mình nấu ăn, hay là mình cắt giấy, hay là mình chích thuốc, mình đều có định hết. Thì cái đó gọi là sát ra định, tức là định trong từng thoáng chốc, thoáng chốc. Còn cái thứ hai là kiên cố định. Tôi cuối tôi kể đó, nó là cái thứ hai. Thường đó là kể thứ ba, nhưng quý người kể cái thứ hai là vì sao? Vì cái thứ hai có nghĩa là cái người có duyên lành nhiều đời thì bây giờ khi mà họ chỉ ngồi như vậy, họ theo dõi hơi thở, họ đắc sơ nhị tam tứ thiền nha. Thì với cái khả năng này, cái khả năng đắc từ sơ trở lên, sơ thiền lên thì gọi là kiên cố định. Còn cận định là gì? Cận định là khả năng tập trung tư tưởng của cái người gần đắc định. Cái hiểu không? Gần đắc kiên cố, cái khả năng mà gần đắc kiên cố thì khả năng gọi là cận, nghe em chưa? Thì có nhiều vị la hán trước khi mà đắc quả, một sau thời gian dài nhiều kiếp họ không có đắc định, đắc thiền. Sao không hiểu không? Có những vị có đủ duyên đắc la hán nhưng mà trong thời gian nhiều kiếp gần đây nè, họ không có đắc thiền. Cho nên bây giờ họ chỉ đủ định để mà đắc quả thôi, chứ họ không có đủ định để đắc thiền. Tức là trong quá khứ đã đắc định rồi, bây giờ kiếp này là đắc quả. Nghe đó hiểu. Định nó có ba nhé, hồi nãy tôi nói rồi. Thì nếu mà trong thời gian gần đây nè, mà gần hồi nãy tôi nói gần đây là khó nói, gần là 100 kiếp, 20 kiếp, 30 kiếp mà tôi từng đắc sơ nhị tam tứ thiền á. Thì bây giờ trước khi tôi đắc quả. Đắc sơ nhị tam tứ quả. Chết rồi, tôi hiểu không? Thì ông bị cần phiêu biết cái sơ nhị tam tứ thiền, cái sơ nhị tam tứ quả hay là chết đi. Một cái là định, một cái là tuệ. Cái định đó, nó chỉ giúp cho cái khả năng là đè nén phiền não để đắc này đắc kia là sanh về cõi phạm thiên thôi. Nhưng mà con có nghe một đoạn nó nói là khi một vị mà chứng thiền á thì ngay tích tắc đó trong sát na đó chứng quả luôn. Chưa chắc. Khi nào mà đủ cái vị đó đủ duyên, đây là cái câu đó chỉ nói riêng cho vị nào có khả năng đắc đạo á, đắc đạo nghe hiểu không? Thì vị nào có khả năng đắc đạo thì ngay trong cái lúc đắc cái đó cái kia nó mới có. Còn có nhiều vị chỉ có khả năng đắc thiền mà không có khả năng đắc đạo. Cho nên nghe nói nè, khi đắc đạo bao giờ cũng phải có thiền kế bên, nhưng mà khi đắc thiền chưa chắc có đắc đạo. Hoa hậu phải là người đẹp, nhưng người đẹp chưa chắc là hoa hậu, nhớ không? Đúng không? Thủy tinh làm từ cát, nhưng không phải cát làm của lòng thủy tinh. Mấy thằng đánh bóng rổ, thằng nào cũng cao, nhưng không phải thằng nào cao thì đánh bóng rổ. Có nhiều thằng đó chỉ đi thay bóng đèn thôi. Nghe hiểu không? Thì có vậy. Tất cả những người đắc thiền đều có khả năng, tất cả những người đắc đạo đều có khả năng đắc thiền. Chỉ có khả năng thôi. Nhưng mà tất cả những người đắc thiền chưa chắc có khả năng đắc đạo. Bởi vì hai cái đó là nó cách nhau biệt biệt. Nên nhớ thế này nè. Muốn đắc đạo thì bắt buộc anh phải có khả năng tập trung tư tưởng. Nghe kỹ nha. Muốn đắc đạo, tôi nói thì kỳ vọng. Muốn đắc đạo, cái này chắc phải ghi quá rồi, sao có ghi rồi nó chống nữa. Mày giấy không? Giữ lấy tờ giấy. Người tu sĩ có phải là tỳ khưu không? Nha, đại khái vậy đó. Dạ, ngược lại đó. Đúng rồi. Rồi. Tỳ khưu có phải là tu sĩ không? Cảm ơn ông. Ủa, cái ông này ông bật. Ông nhỏ quá, ông bật. Đang lấy cái gì á? Ông này ông nhỏ quá, ông bật. Dạ. Rồi, đủ rồi. Cái gì ha? Cái
ra cái này nó là một đề một cái câu hỏi hơi riêng. Vì câu hỏi này nó làm mấy câu hỏi này nó làm mất thời gian cho cái bài giảng chung. Dạ, hiểu không? Cho nên tôi chỉ làm cái giảng hơi nhanh chút xíu. Bởi vì tôi đang giảng về trụ sinh mà ông hỏi riêng về cái penicillin vậy đó. Tôi đang nói về cái này bị chữa bị ghẻ. Mà móc riêng một loại trụ sinh ra thì tôi nói hơi lâu. Rồi cô ghi giùm nữa. Thánh trí chỉ xuất hiện ở người có thánh trí chỉ xuất hiện với trình độ định tâm, với trình độ định tâm tối thiểu. Tối thiểu là sơ thiền. Hiểu chưa? Sơ thiền rồi. Rồi chánh. Người đã chứng thiền Người đã chứng thiền ấy, nó kẹt cái chỗ là chú không có căn bản về ân đàm. Cho khi giảng cái này chú cứ cần thiêu hoài. Ở đây xin hỏi các vị có hỏi được cái dặn nha. Các vị học hết trung học không? Học hết rồi, ăn trung học hết. Nếu các vị không có hết trọng được nhân viên làm sao các vị học đại số được? Thì các vị nhớ là có cái vụ mà số âm nó số dương, nhớ không? Một cái người mà chưa học xong cũng được nhân viên mà họ thấy từ năm rồi có cái cộng 3 thì đuối à, phải không? Thì cái này cũng vậy, cái này nó dạ, cái này nó dài kinh, nó nhiều kiểu dần vì thương người giảng thôi, chứ còn cái này tôi cũng không tin là giảng không hiểu nữa. Để cái này người ta học cả năm trời, cái này mà làm sao có một ngày mà hiểu được. Người mà đã chứng thiền á thì sau khi đắc đạo thấy thiền nó vẫn còn lại, là chấm. Người đắc đạo mà chưa từng chứng thiền ấy, thì sau khi mà chứng xong thiền ấy không còn nữa. Mình có hiểu chưa? Nó kẹt cái chỗ là có gì? Cái này không nói gì, tôi nói rồi Google ghi âm lại là chết luôn. Nó gây thù quán thôi. Cái lỗi là thầy chùa cứ cất cái chùa không dạy vô lý cho Phật tử, cứ kêu là phước riết à. Cứ này quyên góp kêu gọi hành hương, mà trong khi mấy cái này lẽ ra là mấy cái này là mấy mục tiêu với dạy Phật tử từ lâu lắm rồi, mà mới gặp nói cái gì tôi không biết. Mà cứ ham cất chùa, cất hay có cất chùa đi con, đúc tượng đúc chuông đi con, mà mấy cái này không chịu giảng. Cho nên Phật tử mang tiếng đi chùa mấy chục năm, có pháp danh rồi, có quy y rồi, có giấy chứng nhận tùm lum hết Phật. Mà Nam Tông thì không có biết, Bắc Tông thì cũng không biết, đạo nào cũng ba mớ hết. Cho nên rồi chỉ sanh làm cái loài nào, mai mốt đi làm cái loài nào có thịt ba đậu thôi. Rồi bây giờ hiểu chưa? Bây giờ hiểu câu này không? Tức là anh muốn đắc tu đầu quần, tư đại hàm gì nữa đó, thì cái chuyện đầu tiên nghe cái dây bút mà anh đắc đạo đó, cái khả năng định tâm của anh tối thiểu phải là sơ thiền. Bây giờ hiểu chưa? Nghe kịp không? Nhưng có một điều là trước khi mà anh đắc đạo đó, nếu mà anh đã từng là người đắc thiền rồi, nghe kịp không? Thì sau khi mà anh đắc đạo xong đó, cái thiền nó vẫn còn, tại vì anh trước khi anh đắc đạo anh đã có thiền rồi, đúng không? Còn cái gia mà trước khi đắc đạo mà chả không có đắc thiền đó, thì ngay cái lúc chả đắc đạo đó thì cái khả năng định tâm của chả cũng tối thiểu là sơ thiền. Đó là cái luật. Nhưng mà sau khi mà nó giải đắc xong rồi đó thì cái khả năng định tâm cũng chả không bằng cái ông này. Giờ tôi hỏi chuyện nữa, các vị có đồng ý với tôi có nhiều lúc đặc biệt các vị có thể cầm lên một món đồ mà bình thường các vị cầm không nổi, có không? Có những lúc do tình trạng tâm lý đặc biệt các
các vị có thể nhảy qua một cái khoảng cách rất xa mà sau đó kêu nhảy nó lại, các vị nhảy nổi phải không? Như vậy sau khi nhảy xong thì cái khả năng nhảy nó nằm đâu? Hả? Tức là bình thường cái khoảng cách mà 2 mét đó các vị nhảy không nổi. Nhưng bữa nay do sợ hãi hoặc là do đi đánh ghen nó nhảy nó có vẻ nhỏi rất cao qua. Sau cái giai đoạn tâm lý đó các vị có không thể nhảy được cái khoảng cách đó đúng không? Như vậy thì cái khả năng mà nhảy nó bị ảnh hưởng ở đâu? Bây giờ hiểu chưa? Có nghĩa là ngay cái lúc ngặt nghèo đó thì mình tạm tự nhiên mình có một cái khả năng tạm thời đủ để dùng cái lúc đó thôi. Rồi sau đó rồi thì mất. Nhưng mà có cái thằng mà nó là võ sư, cái khoảng cách nó bình thường. Cho nên sau khi nó nhảy qua mình hỏi giờ nhảy nữa được bình thường, nó muốn cái qua nữa. Thì bây giờ hiểu chưa? Hiểu hả? Bây giờ bản thân tôi bắt hành lý, tôi biết. Cái sức tôi thì nếu mà nhấc lên 70 pound thì nhấc nổi. Nhưng mà lúc ngặt nghèo thì trẫm mới nhấc. Chứ khơi khơi mà cứ nặng sư à. Cái là chắc tôi làm mặt hứ. Mà lúc ngặt nghèo thì tôi nhấc là để là canh á. Nó check in á thì 70 cái nhấc là được. Nhưng mà lúc ngặt nghèo thôi sẽ mai mốt cái gì đó xuyên mạnh quá thì sẽ giúp con. Thì bảo thấy thể nhấc được 70 thì ngon mà quá thì con là quá. Thì cái vị tưởng tượng tôi có làm không? Dạ không. Ngặt nghèo là tôi làm cái vậy không. Chứ còn đừng thấy cảm lòng nữa, cứ ra bắt bồng bế xuống ngại tôi giết luôn á nha. Bây giờ hiểu chưa? Cho nên ấy, là tại sao có những vị thánh mà có thiền mà không thiền là như vậy. Khi mà đắc sơ nhị tam tứ thiền, tức là đắc, bây giờ thôi đừng nói sơ, nghe bị khùng rồi. Khi mà đắc tu đầu quần anh hàm, đắc bất cứ cái tầng nào thì ngay khoảnh khắc mà anh đắc đó, anh phải cái khả năng định tâm của anh nó tối thiểu là nó tương đương với cha này. Mà tại sao phải tương đương? Nó chỉ rất đơn giản. Bởi vì chỉ có cái tối thiểu này nè, với cái trình độ sơ thiền anh mới làm vắng mặt được năm truyền cái. Vậy hiểu chưa? Mà năm truyền nó mới vắng mặt, nó vắng mặt thì anh cái thấy của anh về bốn đế nó mới là sáng được. Chứ còn mà năm truyền cái khả năng định tâm anh nó yếu quá thì cái năm truyền nó không bị trấn áp được, hiểu không? Mà năm cái thằng quỷ nó nếu mà không trấn áp nó thì cái đầu nó bị nó khờ. Bị trong kinh nó như này nè, tham dục, có nhớ trong năm truyền nhớ không? Tôi ấn thấy là không học thuộc bài mà cứ hỏi tôi nhờ giải bài tóm đó mà hỏi 3 năm là mấy con không biết rồi chết bà. Vì trong bài tóm đó có nhiều khi mình phải xài cái cộng trừ nhân chia 4 thứ tính pháp tính đúng không? Mà tới hỏi 3 nhân 3 nhân 3 là 5 là mấy mà nó không biết thì lại kẹt rồi nha. Thì ở đây cũng vậy, chỉ với trình độ này, bây giờ nói cho người không biết gì nè, chỉ với cái trình độ định tâm này nè thì ta mới tạm thời trấn áp được một số phiền não quan trọng. Thì với sự vắng mặt của những phiền não ấy thì cái trí của ta sau hơi 4 đế nó mới tinh tường được. Mà 4 đế là gì? Thì cũng đó là bài cũ nữa. Mọi thứ ở đời là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, muốn phải khổ đừng thích trong khổ nữa. Nhưng mà nó xui chỗ là tại sao mình đắc kỹ móc vậy, là tại vì mình bị nằm trong gian á. Thích cái này, ghét cái kia, thích cái này, ghét cái kia. Chính cái thích và ghét đó, nó làm cho cái hiểu của mình không có tới. Cái hiểu không? Vì sẵn tôi hỏi luôn, hỏi cái gì cái gì cũng lắc đầu hết. Khi các vị làm toán, các vị có phải có tập trung không? Chỉ mà toán khó thì đó chính là định nó mới dẫn đến tuệ là cho nó, hiểu không? Vậy hiểu chưa? Chứ còn mà cứ ra giảng mà toán khó mà cứ nhớ ghen, nhớ bồ, nhớ bạn trai, bạn gái thì làm sao mà dẫn được. Chiều nay đi coi phim ăn về ăn cháo không được. Đúng giảng mà toán khó rồi phải tập trung. Thì cái tập trung này chính là định. Còn cái nhận ra đó chính là tuệ. Nghe kịp không? Chỉ vậy thôi. Nhưng mà người nào từng đắc đạo á, bây giờ hiểu chưa? Bây giờ mới hiểu tại sao mà đắc đạo đắc tầng nào đi nữa thì tối thiểu anh phải có cái này, là vì nhờ cái này nè, cái minimum anh mới vắng mặt cái này. Còn nếu mà những người mà nhưng mà nếu mà người chưa từng đắc sơ thiền á thì họ chỉ tạm dùng cái này, tạm dùng cái khả năng này trong lúc đó thôi, sau đó là trả về không, hiểu không? Giống như hồi nãy tôi nói là lúc cần thì tôi nhấc cái mặt 70 pound nhưng mà sao cái lúc đó thì tôi trở lại từ bình thường. Cho nên có một lần Đức Phật đến là thăm một vị A La Hán bị bệnh. Bệnh nặng lắm. Nghe hỏi thì chứ đau lắm mà. Có chịu nổi không? Tại vì đó là vị A La Hán thì không còn sợ hãi, không còn cái gì hết. Nhưng mà đau thì là cái có thiệt. Vị đó nói cái này tập thương cũng rất là đau. Trước đây tôi không từng tu thiền chỉ, lúc còn phàm á, có từng tu thiền chỉ và con đã không có tiếp tục duy trì
Cho nên đến khi con chứng quả, con chỉ là một vị la hán không có thiền. Nếu con có thiền thì hôm nay con đã không có đau như vậy. Tại vì chỉ cần con theo dõi hơi thở là con vô sơ những tâm tứ là không biết đau. Bởi vì sao? Vì sơ thiền là dứt năm triền. Có còn nhớ không? Nhị thiền là dứt tầm tứ. Tam thiền là dứt hỷ. Mà tứ thiền là dứt lạc. Ai dứt lạc người ấy cũng dứt luôn khổ. Cho nên tất cả những vị đại hiền thánh như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Ca Diếp hoặc Đức Thế Tôn trước khi viên tịch đều phải nhập tứ thiền hết và ra tứ thiền là lập tức Niết Bàn liền. Vì sao? Là vì các ngài là có hai lý do học mà phải vào tứ thiền là mới Niết Bàn. Thứ nhất, người bình thường trước khi mất thì lấy hơi không được mới chết, hiểu không? Nhưng mà cái người đắc tới tứ thiền khi nhập tâm mà nó trú vào tứ thiền lập tức hơi thở không còn nữa. Vì các ngài mượn cái cớ, mượn cái dịp mà không có hơi thở là các ngài đi luôn. Cho nên người ngoài nhìn không biết các ngài đã đi chưa. Nha kịp không? Các ngài không có dụng vật, hước cứ hước như con cá mắc cạn chứ. Còn mình thường tu cả đời, cái hồi chết xấu lắm. Cho nên tôi dặn mình đệ tử, mỗi tôi chết lấy đồ trùm mặt ra. Nhưng mà đừng có trùm khăn, mà trùm cái nón, này tôi còn thở, miếng hơi tàn. Không xấu. Chết còn sự xấu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các ngài không có lý gì mà tiếp tục chịu cơn đau một cách vô ích. Cho nên khi mà nhập vào tứ thiền thì cái cảm giác thoải mái của thân không còn, thì cũng có nghĩa là cảm giác khó chịu của thân cũng không còn nữa. Cái chỗ này là một cái góc cạnh triết học rất là sâu. Ai còn thích thì còn ghét, ai còn khổ thì còn, ai còn khổ thì ai còn sướng thì còn khổ. Gớm lắm. Đây là một bài học bằng vàng mà người phải xâm lên ráng. Đẹp xấu là cặp. Rồi còn quan tâm đến cái đẹp thì mai này mà nó xấu là nó khổ, nó khóc cạn nước mắt đúng cái đó. Không dám gặp. Cái kẻ nào mà còn mà cứ chấm thì là tốt, còn mà nó xấu một hát nó khóc tốt tàn đêm. Còn như tôi giờ nó xấu cỡ nào tôi cũng tỉnh bơ. Tại vì nó đã xuống tới đá mối làm lại. Tôi không có mai, không có khe nữa. Các bạn hiểu không? Cho nên anh còn quan tâm tới cái đẹp xấu thì mai này mà anh mà bị trục trặc về nhan sắc anh khổ tan sạc. Đó là lý do vì sao có nhiều cụ 70 và vẫn tiếp tục thắng sâu. Tại vì các cụ không chịu già, các cụ không chịu sống. Các vị cố níu kéo mà nếu không được bè khổ. Hiểu chưa? Đó. Cho nên cái sâu ở đây là gì? Có nghĩa là chuyện đầu tiên là tại sao một người không đắc thiền gì hết mà khi đắc đạo phải có sơ thiền là vì phải có nó mới tạm thời, nó mới dẹp được năm cái ông nội này. Năm ông này vắng mặt thì cái trí vị nó mới đủ mạnh để mà soi thấu cái bốn đế. Nghe kịp chưa? Rồi cái thứ hai là tôi sẵn tôi nhắc luôn á, là cái người đắc thiền á, mà trước khi đắc đạo thì mai này đắc đạo xong thì ngày vẫn còn vị nó muốn nhập lúc nào thì nhập. Còn cái vị mà không có đắc thiền ấy, thì khi đắc đạo rồi trời chỉ có khả năng nhập được một loại định duy nhất, đó là quả định. Có hiểu không? Ví dụ như tôi có đắc thiền chỉ trước ấy, thì một khi nào tôi đắc A-la-hán rồi thì mỗi lần mà tôi muốn nghỉ ngơi á, có nhiều vị không hiểu tại sao mà A-la-hán nhập thiền, có nhiều vị nhập thiền để nghỉ ngơi. Nói thẳng luôn, sức khỏe không tốt thì các vị cũng nhập thiền. Còn nhiều khi muốn nghỉ ngơi, không muốn mình mệt mỏi một cách vô ích, cái này cũng nhập thiền. Nhập thiền cách là ngày xưa đắc thiền bằng đề mục nào thì bây giờ chỉ việc nghĩ đến đề mục đó lập tức cái tâm nó vô định liền. Mà tại sao nghỉ ngơi? Tại vì nếu một vị mà không có nhập thiền là tai còn phải nghe, mắt còn phải nhìn đúng không? Mà các vị không có sống chánh niệm không hiểu điều tôi sắp nói. Tôi nhắc là không có chánh niệm không hiểu được cái điều trọng đang nói. Đó là mắt tai luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng làm việc thì chúng ta luôn mệt mỏi lắm, rất khổ. Giống ai cũng nhìn tôi mà không tin, không hiểu. Cái đó là có thật. Khi mắt tai đang trong tình trạng tổng động viên, tổng trừ bị, có hiểu cái từ đó không? Thì có nghĩa là cái tình trạng an ninh của quốc gia đang có vấn đề. Có hiểu? Nói cái đó mà cũng không hiểu, nó thì uống ngủ chết đi, hiểu không? Một cái đất nước mà thanh niên luôn luôn trong cái tình trạng mà sẵn sàng đi lính, những thằng lính đã giải ngũ mà sẵn sàng bị tổng động viên nó, thì đất nước nó đang có vấn đề. Việt Nam mình thời mà 72, 73 mà trong tình trạng đó nó loạn nha.
thì khi sáu căn mà trong tình trạng tổng chuẩn bị nó rất là mệt mệt lắm, thời thái bình thì thanh niên cứ vui vẻ nha. Vậy ở đây cũng vậy, khi mà bị ao la hét á hết tiền não rồi, nhưng mà đôi tai còn phải bị nghe, còn mắt còn bị thấy, khuyên người ta tới luôn không có hiểu nữa tới hoài thì á là giá không nói nấu điểm tâm rồi. Khi mà mình còn phải vật lộn với sáu trần thì sao ta, rất mệt mỏi, và chưa kể khi mình còn có cái còn nghĩ đến chúng sanh á, để nó vô mình muốn cho nó bớt ngu, để nó say mệt muốn cho nó bớt nóng, hiểu không? Để nó tham nhiều quá muốn cho nó bớt dính mắt, mấy cái muốn nó làm cho ngày khổ như lắm, mặc dù mấy cái muốn nó phải là muốn bất thiện đúng không, nhưng nó mệt. Thế là tẩm bèn xếp chân vô chậm theo dõi một điều một rồi đó, thí dụ như là ngồi nhìn cái dòng nước niệm nước 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 nước, chỉ niệm ba cái thôi là cái tâm của ngài nhập vô sơ nhị tâm tứ thiền bừng. Là cái lúc cái ngày không còn biết cái gì, không còn có vụ nghe, chỉ cần trong tâm ngày chỉ còn có định hoài nữa, định hoài nó không có cái vô, nó rất là khỏe. Cái lúc thì trước khi ngày nhập này có sự cơ có nguyện trước tiếng rưỡi nha, nguyện vừa xong là bắt đầu nhìn dòng nước, nước niệm ba cái là nó vô liền, là trong suốt một tiếng rưỡi đó ngày chỉ biết có nước thôi, cái chỉ biết có một cái đề mục nước, hoặc là dù một hơi thở ra vào ngày đó là tiếng rưỡi nha, thì ngày chú ý ra vào được, sau đó là tâm ngày chỉ biết hơi thở ra vào hoàn toàn, xét bánh kê bên tét cây ngày không biết hết, mà ngày đang rất tỉnh táo. Có bây giờ các vị biết mình vẫn tỉnh táo mà mình không biết chuyện xung quanh, có biết gì đó không? Tôi đây tôi không có đắc thiền với bác gì hết, nhưng mà cái chỗ ở mình thì chỉ nó sát ngày sát cái đường đây xe lửa, mà có nhiều bữa tôi đứng tôi nghĩ cái gì đó mà xe lửa nó đi ngang luôn ngay, nó đi qua thì ủa xe lửa mới đi ngang hả ta, thì tôi nhìn lại thì nó đã mút mắt rồi đúc nó mới đi qua. Mà lúc tôi đang nghĩ chỉ rất là bậy, nghĩ về gái về tiền hay cái gì đó thôi, nhưng mà nó vẫn định như thường. Chứ là sở dĩ tôi phải nói chuyện nó hơi kỳ như để các vị đừng nghĩ là tôi khoe, có hiểu không? Chứ tôi không nhắc cái hai chữ đó, cái là cái bà ngồi thế bà về mà nó ổng khoe ổng đắt không phải. Nó khổ với anh Việt Nam mình nghe một nửa hiểu mừng tư kể gấp đâu. Cho nên là nhiều lúc tôi phải hy sinh, tôi đem cái thân dầu rồi bỏ tôi ra tôi phải hy sinh. Có nghĩa là nhiều khi tôi nghĩ không có định gì hết, tôi chỉ nghĩ chuyện tào lao nào đó, nhưng mà khi nó quá tập trung á thì nó không biết cái gì ngoài ra hết. Mà những lúc đó nếu mà cái đề đối tượng mà tôi tập trung, cái đề mục tập trung là một đề, được cái đề mục thiện á, thì nó ra cái hào quang nó được rỡ như hàng gió đá vậy đó. Nhưng mà nó xui một chỗ là cái đề tài này là mậy gì đó thì tôi còn cứ nghĩ sáng mình mua cái đường xếp để đâu ta, cái bả cấp thì mình cấp, còn đường suy nghĩ thì sao nhỏ nó tài nó nhỏ bé nó giống mình dữ vậy ta, ví dụ như vậy. Ví dụ sao thì nghĩ chuyện tào lao như vậy, chỉ riêng cái nhíu mà nó sẽ lửa qua không hay nữa, nghe chưa? Cho nên ở đây đó là tùy thuộc vào căn cơ của mình, mà trước khi mình đắc đạo ta có đắc thiền hay không. Nếu mà ta không có đắc thiền thì ta lúc mà đắc đạo đó ta chỉ mượn cái đó xài chút xíu thôi, sau đó là ta không có khả năng nhập định, nhưng mà có khả năng nhập cái quả định. Là sao? Không có khả năng nhập thiền định nhưng có khả năng nhập quả định, nghĩa là mình đắc cái tầng thánh nào thì mình có khả năng sống chìm sâu trong tầng thánh đó như ý mình muốn. Ví dụ như ngày nay một ngày như vậy, từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc trời tối, có bao nhiêu việc cần phải làm đối với Đức Phật, mấy ngày là người hậu mà, thì ngày có bao nhiêu chuyện cần phải làm, thì cứ trong kinh đó buổi sáng có ngày làm một hai việc gì đó, rồi buổi trưa nó còn dùng cơm xong thì ngày đang làm một hai việc gì đó, vừa xong thì ngày thì đắm, thì ngày ra cái gốc cây này ngồi cái này có ngày vòng riêng, ngày muốn nghỉ ngơi nghỉ kiểu ngày đọc đó, ngày không có ngủ như mình, mà ngày nhập quả định mình khác nè, ngày theo dõi hơi thở hoặc theo dõi cái tâm thân thọ tâm pháp, bốn cái này ngày theo dõi một trong bốn cái tùy thích, bữa nào muốn theo cái nào cũng được. Ví dụ như tâm đi, ngày ngồi yên cái này ngày thấy cái tâm nè, nó đang có niệm có định, ngày biết đây là định nhất chi, ngày biết đây là niệm nhất chi. Khi ngày theo dõi như vậy, ngày thấy rõ rằng cái niệm định này nó đang bị vô thường. Vô thường có hai trường hợp, vô thường tức là nó biến mất để nó nhường chỗ cho một cái khác thì đó là gọi là vô thường. Trọn thứ hai nó vô thường là nó biến mất để nó nhường chỗ cho một cái khác tương tự như nó, đó cũng vô thường.
tâm phàm phu mình mà tâm thánh nhân đều vô thường như nhau, hiểu không? Tâm phu, tâm ai cũng nó là một dòng chảy liên tục, nhưng mà tâm thánh nhân khác chỗ này. Cái tâm trước là tâm thánh, mắt cái tâm để nhường đổi tâm sau cũng thánh luôn. Đó cũng phải là cái vô thường không ta? Yeah. Rồi, còn mình tâm trước thiện, tâm sau cà chớn. Nó cũng là vô thường nhưng mà bây giờ hiểu chưa? Yeah. Tức là nói thẳng luôn, tâm trước là tâm người, tâm sau là tâm heo. Phải hiểu không? Còn ngày tâm trước là tâm thánh, tâm sau thánh luôn, tâm kế đến thánh luôn. Nhưng mà cái số 1 phải mắc để nhường cho cái thứ hai. Như vậy cả hai đều là vô thường đúng không? Yeah. Thì các ngày khi cái ngày quan sát ngày cái nhìn nó đang nó là tâm tâm gì? Nó là định nè, nó là niệm nè. Nó là định nhất chi, nó là sở nhất chi. Và nó đang vô thường. Ngài chỉ ghi nhận nó đang vô thường ngày, thì ngay lúc đó ngài ghi nhận luôn tiếp hai gì nữa. Cái gì vô thường đó là khổ. Cái gì là khổ đó là vô ngã. Vừa đến đó là tâm mất. Cái tâm mà thông thường tâm dục giới mất mà nó nhường chỗ cho cái tâm ngày ngày an an đắc sơ quả đúng không? Dạ. Thì khi mà ngài chỉ biết rõ tâm này là tâm gì và nó đang vô thường, cái gì vô thường, cái đó là khổ, cái gì là khổ đó vô ngã, khi ngài nhận ra đó là lập tức là cái tâm tu đầu quần nó xuất hiện. Còn xuất hiện bao lâu là do ngài nguyện hồi nãy. Ví dụ ngài nói Thế Tôn 3 giờ chiều cần tới mình, cần mình dâng nước chiều á, thì ngài chú nguyện 2 tiếng rưỡi nha. 2 tiếng rưỡi thì ngài chỉ chú nguyện 2 tiếng rưỡi thôi, rồi bắt đầu ngài làm cái thao tác mà tôi vừa nói đó, theo dõi tâm và ghi nhận tâm tướng. Vừa ghi nhận xong thì công tích tắc và cái tâm của ngài lúc đó chỉ còn là một thứ duy nhất, đó là tâm tu đồ quần. Nó xuất hiện liên tục trong suốt 2 tiếng rưỡi. Đúng 2 tiếng rưỡi thì tự nhiên cái tâm bình thường nó trở lại, có nghĩa là lỗ tai ngài bèn nghe bình thường, lỗ mũi ngài ai đốt cỏ bị khét ngài nghe ngài biết, hiểu không? Hiểu chưa? Bởi vì nên có rất nhiều, như rất nhiều lần ngài sẽ lại phát vào rất nhiều vào lại Phật thâm á. Phật hỏi trời sẽ là Phật trưa nay an trú cái gì, sống trong cái gì mà gương mặt sẽ là Phật chiều nay sáng rực. Có lúc ngài hỏi ngài một quyền liên, nói chiều nay một quyền liên đã ăn, để trưa nay đã nhập định gì mà chiều nay gương mặt một quyền liên sáng rực đẹp. Thì nó dài bạch ngày trưa nay con sống trong cái vô tướng tâm giải thoát. Thì Phật đã làm hai, đó là cái nghĩ ngờ của các bậc thánh. Vô tướng tâm là sao? Có nghĩa là mình á, má bệnh mà không biết khỏe chưa, cái rất bị dột thì nằm phải kêu thợ mễ là thợ mỹ đen sửa hả ta, nói chung là suốt một ngày mình cứ nhớ đủ cái chuyện hết. Rồi chủ nhiệm cái bà đó, bà có lòng học đạo nhưng mà bà chậm quá, bà kia bá nhân mà bà cứ ghét quá, cứ suốt ngày mình cứ nhớ như vậy nó mệt lắm. Nhưng mà vô tướng tâm là gì? Vô tướng tâm là thấy rằng ở đây chỉ có danh sắc đang sanh diệt, và nguyên cái một rừng người trước mặt mình chỉ là một đám danh sắc đang sanh diệt, mà không phải nghĩ bằng cái óc suy diễn như mình, mà lúc có thấy thật sự bằng cái trí tuệ thánh nhân. Cái vị nhìn đâu, cái vị nhìn thấy tất cả trước mặt các vị là những làn chớp, nó đang chớp nhán. Lúc đó thật sự trong mắt ngài sao thống đó, trước mặt ngài không còn là áo xanh áo đỏ cô này ông kia nữa, mà chỉ toàn là những cái vầng sáng nó chớp. Gần thấy ngài cũng đang chớp chớp liên tục, thì ngài an trú vào trong đó, gọi là vô tướng. Vô tướng nghĩa là cũng không còn hình hài của ông A bà B, thằng Tèo thằng Tí con Lan con Hương con Cúc con Đào con Yến nữa, nó khỏe lắm quý vị. Tức là ngài đang quan sát một cái dòng nước á, cái tâm trạng nó nhẹ lắm, có hiểu không? Không hiểu. Chưa trải qua nữa. Nhưng mà có thể hình dung được không? Có nghĩa là khi mình đánh giá, ok, khi mà cô ngồi cô nhìn một cái đám lá, cô nhìn thấy đó là cái lá này lá vàng, lá kia lá xanh. Không, mà cô này bữa nay tôi có hơi giỡn nhiều dữ vậy đó. Đâu có thử. Vậy hiểu không? Khi các vị nhìn, vậy tôi mắng quan quá được. Khi các vị nhìn một cái lá vàng, lá xanh, các vị thấy lá vàng không phải là lá xanh. Nghe kịp chưa? Hiểu không? Rồi bây giờ tới trận thứ hai. Cái bà này dễ thương, một cái thằng thấy ghét, một cha được thấy ghét, hiểu không? Thì hai cái phân biệt này, cái nào là cái bị mệt? Quay hai cái điều phân biệt hết chứ. Tôi nhìn cái này tôi biết rồi, cái này tôi biết, cái này tôi kiến. Còn tôi nhìn hai người này, cái người này tôi thương, người này tôi ghét, cũng là phân biệt. Nhưng cái nào làm tôi mệt hơn?
Tại sao? Đừng có nói bất thiện cao siêu quá. Mà cứ làm ơn nhớ giùm con cái này. Đó là một cái phân biệt mà nó không có đính kèm bất cứ một cái gì đi bên cạnh đó hết. Nghe kể không? Hồi ức, kinh nghiệm, kỷ niệm, buồn vui, tình cảm mất sắc. Thì cái mặt kiếm. Thấy chưa? Còn cái phân biệt này rất là mệt. Cái phân biệt này nó đính kèm là bao nhiêu cái thương hận tình thù hồi ức kiến thức la 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 la. Hiểu chưa? Cho nên vô tướng tâm định là gì? Là lúc này ngày chú thấy là nó là dân, nó là sạch và đang sanh diệt thôi. Quan sát lá vàng khác nó xong, xong. Nghe kịp không? Nó không có mệt. Còn kiểu như mình nhìn mình rất là mệt là bởi vì cái nhìn của mình không bao giờ là vô tư, có hiểu chứ vô tư. Cho nên sốt mình không vô phân biệt là như vậy, có nghĩa là không phải vô phân biệt là đồ dơ là sạch, không biết phải. Nhưng mà bằng một cái tâm rất là nhẹ nhàng không, hoặc là mình nhìn mình coi một chuyện trên phim á, là cái ông Năm ông nó cái ghê quá tài vậy thôi. Nhưng mà nếu mình thấy tâm thiện ngoài tâm nó khác đúng không? Dạ. Bây giờ ví dụ như cho nó dễ hiểu, khi mình coi trên phim mình thấy cái Năm á, mình thấy ghê nhưng mà mình lập tức mình biết là đây là đồ cảnh giả đúng không? Dạ. Nhưng mà mình thấy nó tâm thiện ngoài mình thấy mệt, rồi tại sao mình biết đó là cảnh thiệt? Không phải biết mà là nghĩ đó là cảnh thiệt. Nghe hiểu không? Mình thấy có một người rất giống chồng mình mà đang đi với một người đàn bà khác, mình rất là khó chịu đúng không ta? Vậy là thôi sắp đi nghỉ rồi. Khó chịu chứ. Giờ để không chịu về mà giờ đi với con nhỏ mình như đẹp hơn mình đó chứ. Nhưng mà khi mà mình thấy hai người lạ quắc mà nó dìu ra trên phố mình, có đúng vậy không? Thậm chí đó là vợ mình, đó là chồng mình, nhưng mà đã ly dị 10 năm rồi, là bây giờ nó đi với ai là mình vẫn thanh thản đúng không? Chỉ trừ trường hợp đặc biệt nó gọi là ghen mà ghen ngụy có được không nữa. Tức là nó hết thương rồi nhưng mà nó không muốn share cái cục đó cho thằng khác có nữa. Tôi chưa để qua mà tôi vẫn biết, tôi biết không? Chỉ trên đời có loại người mà cái gì cũng phải đòi trải qua mới biết thì cũng ghê quá. Ghê quá. Ok, bây giờ hiểu cái vô tướng tâm định chưa? Có nghĩa là người ta nhìn chứ rất là nhẹ nhàng. Ngày xưa khi mình nhìn thấy đó là người thương, người ghét, đó là kẻ thù, đó là bạn bè thì vấn đề đó rất là nặng. Cái này cái tôi thích nè, cái tôi ghét nè, rất là nặng. Còn giờ mới thấy là cái này nó không phải là cái kia, sắc. Nó là vô tướng định, mà anh muốn đạt được một cái tâm đạo thì anh phải tu. Thì tùy vào cái khả năng trí tuệ, tùy vào khả năng tác chứng mà mình được an lạc bao nhiêu. Rồi vì sao? Vì cái nhận thức của mình nó cao bao nhiêu thì mới an lạc bấy nhiêu. Mà cái tác chứng nó từ đâu ra? Từ cái ba la mật. Mà cái ba la mật nó từ đâu ra? Từ thiện ác nhiều đời. Vì nghe kiểu chưa? Do thiện ác nhiều đời. Và cái kiểu tu của mỗi người cũng giống nhau, tụi nó đi nó lại hoài. Do chúng ta có quá nhiều thứ không giống nhau. Chúng ta chỉ có một số điểm đồng, đó là điều vô minh trong bốn đế. Đó là điểm đồng. Còn mà cái điểm khác của ta là gì? Điểm dị là gì? Đó là cùng vô minh trong bốn đế nhưng cùng bị lạc trong rừng. Đó là điểm giống. Nhưng mà điểm khác nhau là trong cái đám bị lạc đó, đàn bà nó có những cái vấn đề khác đàn ông đúng không? Yeah. Nếu bị đề nghe tôi nói rõ quá nên kỳ. Vậy cái này tôi chưa trải qua mà tôi biết. Tức là có những người Phật tử họ nói với tôi cũng rất là tâm ý xin bữa nay ngày kỵ, hiểu không? Có hiểu ngày kỵ không? Hay là cũng dịch luôn. Nó khổ lắm, có nghĩa là cái chuyện như vậy một lũ này mà thế này mà không biết nó nhờ ông tập mà ông ngộ vậy đó, có hiểu không? Có nghĩa là cũng đi chơi nhưng mà tự nhiên cái đàn ông mình không tắm thì mình tắm à, nhưng mà các bạn không này kỵ mất vui, có nghĩa là ngay trong cái chuyện đi chơi là nam nữ nó đã khác nhau rồi, nói gì là chỉ đi lạc trong rừng. Mình nói là thẳng luôn, nhu cầu xài nước mấy bạn nhiều cũng hơn tụi tôi đúng không ta? Mấy bà lắc đầu cái mà nước vô liền nó lỡ dơ lắm, nó hay luôn á, hiểu phải không? Ok, như vậy thì ngay trong cái bát rau của mình nó không giống nhau, cho nên từ đó nó mới dẫn ra cái chuyện hành trì của mình không giống nhau. Mỗi người có một số problem không giống nhau, và vì cái problem không giống nhau nên cái kiểu giải quyết cũng không giống nhau, và từ cái chỗ quá nhiều cái không giống nhau nó lại dẫn đến vô số những cái không giống nhau. Thế là tới ngày mình đắc đạo. Cái điểm đồng đầu tiên mình là vì do không hiểu bốn đế cho nên mình làm tùm lum thiện ác. Nhưng mà sau nhiều lần luân hồi rồi gặp minh sư thiện hữu hướng dẫn, chúng ta bèn có một số điểm đồng giống nhau, đó là chán sanh tử, muốn giải thoát. Xem chưa, đó là điểm đồng. Với những cái điểm đồng ấy ta bèn dồn vào một góc để gặp nhau. Nhưng
với chừng ấy điểm đồng thôi, chứ còn mấy cái điểm khác là mỗi đứa dẫn một núi sợ lưng. Nghe kịp chưa? Tôi nhắc lại, do một số điểm đồng mà chúng ta cùng có mặt sinh tử, đó là vô minh hay bốn đế. Rồi sau thời gian luân hồi dài như vậy, những ai mà có một mớ điểm giống nữa đó, thì họ mới dồn vào một góc. Trong kinh nói này mình biết kiếp. Tại sao có vô lượng vũ trụ? Thì em xin chi biết. Tại sao có vô, cảm ơn. Tại sao có vô lượng vũ trụ? Các vị có biết cái galaxy mà nó gọi, mình tạm gọi ra khoa học là nó có 9 cái đúng không? Nó 9 để thiên thể. Mà trong kinh nói nó có N countless cái vũ trụ, có cái countless galaxy như vậy. Mà tại sao? Là bởi vì những cái ai mà giống nhau nhiều, thiệt là nhiều á, có điểm giống nhiều á, thì nó là chung cha, chung mẹ, chung nhà, chung trường, chung lớp, chung quận, chung huyện, chung xã, chung tỉnh, chung miền, chung bán cầu, chung châu lục, hiểu không? Rồi khi mà cái điểm ít, cái điểm mà giống nó càng ít á, thì mình xa nhau, xa nhau, xa nhau, xa nhau, xa nhau. Xa đến mức chúng ta không còn sống chung một cái galaxy nữa, mà chúng ta qua cái galaxy khác, hiểu chưa? Mà cứ 1000 lần cái galaxy này nó làm thành một cái tiểu thiên vũ trụ, một tiểu thiên thế giới. Mà 2000 cái tiểu thiên nó làm thành một cái trung thiên. Mà 3000 cái trung thiên nó làm thành một cái đại thiên. Nghe hiểu không? Mà nó có N cái đại thiên như vậy. Vậy nghe hiểu chưa? Mà tại sao ai đã phân chia với cái này? Xin thưa, chính chúng ta. Chính chúng ta. Vì sao? Vì đứa nào mà nó có điểm giống nhau đó, mà giống nhau nhau mà nhiều thì nó ở gần nhau, hiểu không? Rồi cho nên cứ mỗi một, cứ 1000 mặt trăng, 1000 mặt trời như vậy, nó làm thành một cái tiểu thiên thế giới, một cái little universe. Trong đó thì kinh Phật đó nha, chứ nói thì cosmology ngoài đời. Thì cứ 1000 cái 100 ngàn mặt trời nó làm thành một cái gọi là little universe. Mà 2000 cái little universe nó trở thành một cái là medium universe. Xem chưa? Mà 2000 cái medium universe nó làm thành một cái là grand universe. Cứ 2000 cái làm thành một cái medium, mà 3000 cái medium nó làm thành cái grand universe. Mà nó có N cái universe như vậy. Thì cứ mỗi chúng sanh mà ở trong một cái group universe ấy, thì điểm giống càng nhiều thì ở càng cái gần nhau thì kiểu không. Và điểm giống xa, điểm giống mà ít, chúng nó xa ra, xa ra, xa ra. Cuối cùng khi nó còn có giống như một ít nào đó thì nó cùng chung một cái galaxy. Mà điểm ít, cái điểm giống mà nó ít nữa đó thì nó cùng chung một cái minor universe, hiểu chưa? Mà nếu cái điểm mà giống nhau nó ít nữa thì nó chung nhau cái gì? Chung nhau một cái medium. Các vị đã hại đời tôi, các vị biết không? Các vị đã đẩy tôi về những vòng ba lạ, là đó là cái hại nhất. Các vị mình đã hại đời nhau đấy, biết không? Các vị đã làm hiêu hắt đời tôi. Thứ nhất là các vị đã đẩy tôi về những vòng ba lạ. Thứ hai là các vị biến tôi thành một con người kiêu ngạo, khi mà tôi biết quá nhiều, các vị không biết một cái gì hết. Từ chemical rồi physics, cosmology, psychology, không biology, không biết cái gì hết. Muốn bệnh không ăn mịt, nó gần chết nó như vậy á. Đó là cái cách nói dễ thông cảm nhất, chứ còn nó mịn nó không có khờ dữ như vậy, ok? Như vậy thì khi cái điểm có hiểu không, cái điểm đồng của mình nó càng nhiều thì mình càng ở gần nhau, cái điểm giống á. Mà khi mà nó càng ít thì mình xa như vậy. Điểm đồng nhiều thì mình chung gia đình, ít hơn chút mình trong dòng họ, ít nữa là cùng ấp, cùng xã, ít nữa cùng huyện, cùng tỉnh, ít nữa là cùng miền, miền Nam, miền Bắc, miền Trung, ít nữa là cùng vùng Đông Nam Á, ít nữa là cùng châu lục và châu Á, ít nữa là cùng Nam Bán Cầu, ít nữa là chung trái đất, xem chưa? Rồi ít nữa là cùng chung một galaxy, còn ít nữa là bắt đầu nó lọt qua bên cái small, qua cái minor universe, ít nữa thì chỉ còn chung ở trong một cái medium universe, và ít nữa thì nó qua cái grand universe, hiểu chưa? Còn tới đó là giờ hết rồi đó, tới đó mà không còn cái gì nữa thì nó dâng qua một cái grand universe khác, hiểu chưa? Khiếp lắm. Cho nên đừng có nói với tôi là tại sao ép tôi nó để ý coi tôi thích cái gì đó. Quan trọng lắm, bởi vì đời sống mình chỉ có tu tiến xíu mình mới thường xuyên biết con người mình nó ra sao, cái niệm xứ là chánh niệm, hiểu không?
Tại vì cái sống chậm lại, biết rõ mình đang ăn uống nhai nuốt, cầm lên để xuống, mở khóa đóng cửa, thấy nó tầm thường nhưng mà nó rất là riêng, nó rất là sâu. Vì sao? Vì thường sống như vậy ta luôn biết rõ về mình là như thế nào, mình luôn xuống trong tình trạng kiểm soát, đừng để mình bị lost control, mình phải luôn luôn self control. Vì sao? Vì nếu mà anh không có khả năng control anh thì cái chỗ mà anh trôi dạt cực kỳ bất định. Anh hôm nay mang hình hài một con người, nhưng mà cái kiểu sống của anh, cái kiểu suy nghĩ của anh mai này có thể là khuya nay, nó đưa anh về sống chung với một mấy con heo. Yeah, đêm nay đầu hôm tôi là bác sĩ, nhưng mà khuya nay nếu mà tôi tắt thở có thể tôi xuống tôi làm một con chuột cống ở dưới trong cái đống rác bệnh viện, thì chuyện nó không có gì lạ hết. Đừng có nói với tôi là tốt nghiệp đại học Yale rồi John Hopkins rồi Thanh Thế, no way. Do cái này sẵn tôi nói luôn, đừng có nghĩ là mình học thức cao rồi mình khác rồi thú. Cái chuyện mà mình lấy bằng bác sĩ ở John Hopkins, mục đích mình chỉ coi cái bằng nó là cái cần câu cơm thôi, thí dụ như vậy. Thì khi mà mình coi nó là bằng cái cần câu cơm đó, thì cái đó nó đồng nghĩa với con thú mà nó coi chuyện kiếm ăn, hiểu không? Nói nghe con hiểu không? Tức là mình thấy mình học thức thì ghê thiệt, nhưng mà nếu mà nói rốt ráo đó thì cái chuyện mà mình coi cái bằng nó là cái cần câu cơm, nó giống như con chuột mà nó đi kiếm ăn vậy thôi. Mà có điều nói là họ rất là sốc, mà nó trộn xong sẽ dám lấy cái bằng cho hết tim mà so với con chuột mà thật sự nó là xem nó similar. Yeah, thì danh giá là danh giá trong cái nhận thức, trong cái social concept. Chỉ còn nói và nói cách rốt ráo đó thì nấu nấu theo tinh thần của Phật pháp đó, thì nó giống nhau. Ví dụ bây giờ con cá nó được kiếm ăn, nó giống như con chim được kiếm ăn thôi, hiểu không ta? Mặc dù cái con ở trên, con ở dưới nước, con tròn con cáo là trong lùm bụi, con rắn con rít là ở trong hang trong hố, con cá dưới nước, con chim trên trời, thì dầu tụi này nó có những cái activity không giống nhau, cái environment nó không giống nhau, nhưng mà cái mục đích sống là cái goal nó giống nhau, cái kiệt khiếp lắm nha. Cho nên tùy những cái background không giống nhau cho nên chúng ta mới có cái kiểu sinh hoạt không giống nhau. Và từ đó nếu mai này chúng ta có một lúc nào đó tình cờ ngủ như mà có được điểm đồng, đó là cùng tu giải thoát, thì lúc tu hành cũng có điểm khác nhau. Và do đó hai ông thánh, hai vị A-la-hán ngồi gần nhau, có ông thì nó đẹp, có ông nhìn không phê lắm, có ông thì lực lưỡng, có ông thì gầy còm, thì đó rất bình thường. Có vị có thiền, có vị không có thiền, nhớ nha. Và hồi nãy tôi nói rồi, đây là những điểm các vị phải nhớ. Bên thiền quán thì khi ta dứt trừ được dục ái, có nghĩa là không có đam mê trong năm dục, thì ta cũng dứt luôn sân, có nghĩa là sự bất mãn trong năm dục. Chắc phải ghi rồi, phải ghi. Bên thiền quán bôi hết, cảm ơn cụ. Bên thiền quán bôi nó không có chuyên nghiệp cô hết, cho nên cô học thì cô vừa có phước trí mà cô lao bản thêm cái phước tinh tấn. Mốt mình nghiên cứu, mà mốt tôi hy vọng có dịp tôi trở về, nếu mà chủ của nhà có còn chứa thì tôi về nữa, không có qua nhà mà đây. Mà mốt mình về đây mình giảng bằng project plan, mà nhà này tôi biết cái đội ở đâu, cái đội bên đầm quá. Cái gì học gì khó nằm ngửa. Bạn lấy cái bàn. Không, nói vậy đấy. Cái phía răng giả thì nó phải xúc ra xúc vô. Gạch đầu dòng đầu tiên. Bên thiền quán với Vipassana. Bên thiền quán với Vipassana. Biết bốn chữ đó, biết chữ đó không? Đó, Phật tử phải biết chữ đó, chữ đó mà không biết là thua luôn. Giống như là con mà quên tên mẹ. Rồi, khi trừ được dục ái, trừ được dục ái mở một đường, mở một đường niềm đam mê trong năm trần vật chất, kẹo dễ sợ,
niềm đam mê trong năm trần vật chất. Cô có cần xanh không chứ đừng về mai giặt áo tốt cho bông cái này là dính mực nhiều. Năm trần vật chất đóng lại thì cũng đồng thời trừ được sân tâm, thì cũng đồng thời trừ được sân tâm. Phải sân tâm phải sự bất mãn trong năm trần vật chất, hiểu không? Sự bất mãn trong năm trần vật chất mà không đây trong năm trần vật chất máu đây bao gồm mọi tâm cảm, gồm mọi tâm cảm ghen sợ giận ba chấm, rồi chữ ghen viết lớn ghê luôn ba chấm, phải có ba chấm mới được tại vì nó nhiều lắm. Rồi các bạn nghe kể không, rồi gặp cái dòng thứ hai. Có nghĩa là khi mà mình mà không còn đam mê trong năm dục á, thì mình cũng không còn bất mãn đặc biệt như vậy. Cho nên chỗ này cô ngừng thôi, từ sẵn vì bên ngoài cô quỳ hết rồi nghiệp. Bên thiền chỉ quý vị samatha, thiền chỉ samatha, samatha trống, đúng là trống 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 là trống rồi. Khi trấn áp bên đây là trừ với mình, bên đây là chỉ cái trấn áp thôi. Khi trấn áp ê cái lộn chứ lỗi à đúng rồi, khi trấn áp, khi trấn áp à, đúng đúng bên đây là chỉ trừ đúng rồi cô, đúng cái này là trấn áp, trấn áp cái này là eliminate, cái này eliminate chỉ đó, còn cái này nó chỉ là control thôi, nó chỉ là press, chỉ là gì press. Rồi khi mà trấn áp được dục ái cũng trấn áp được sân tâm, nghe kịp không? Khi trấn áp được dục ái cũng trấn áp được sân tâm, nó lạ tụi nó thẳng cắt. Cái này nhiều người học anh đi làm cứ học viên gác vậy đó, nhưng mà họ không để ý là cái này nó sâu lắm. Khi anh còn thích cái gì đó thì lập tức anh có cái ghét tương ứng với cái thích đó, nghe kịp không? Tôi quá mê cái nhan sắc cho nên tôi sẽ rất khổ khi mà nhan sắc tôi có vấn đề. Hiểu đó. Khi tôi quá coi nặng tình cảm thì tôi sẽ rất cực kỳ đau khổ khi tôi bị bồ đá. Rồi chấm hả? Khi đắc tứ thiền, khi đắc tứ thiền, khi đắc tứ thiền thì lạc không còn nữa, lạc viết lớn ấy, lạc không còn nữa, và khổ cũng đồng thời biến mất. Lạ như vậy, có nghĩa là còn có cảm giác mà dễ chịu thì nó sẽ có ngàn bị cảm giác khó chịu. Còn cái lên đó, cái tầng thiền này là mấy cái vụ mà mấy cái feeling mà kiểu mà rẻ tiền, tôi gọi là rẻ tiền, cái phiêu linh thấp, cấp thấp đó. Nó không còn nữa. Nó còn, còn để xả thôi, hiểu chưa? Vậy hiểu chưa? Cái này nó rất là sâu, mà nó rất là nghĩa, nó rất là sâu. Có nghĩa là vì nó không còn khổ. Vì sao vì nó không còn lạc nữa? Khi nhớ cái này, dầu Phật pháp giỏi dở, còn nhớ mấy câu thần chú này cũng tu được này. Còn thích thì còn có cái ghét sợ, còn có đam mê thì còn có cái bất mãn, nghe kịp chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, còn có sung sướng thì còn có đau khổ, còn có cái lòng mong sung sướng đó thì khi gặp đau khổ chịu không nổi. Và cái này trong đời sống thường nhật, kẻ nào khoái khen có hồi bị chê treo cổ, khoái được khen á, mỗi lần nghe khen mà nó phê lên là cái hồi mà nó bị chê đó là nó cắn lưỡi. Dầu không có răng cũng có ráng mua làm giả về để cắn tiếp nhiều nha.
Cho nên đó là nhớ là các tháp đời nó cứ gặp vậy đó. Có ngày, có đêm, có sáng, có tối, có cao, có thấp, có trong, có ngoài, có trên, có dưới, có mập, có ốm, cái gì cũng gặp hết. Thì hễ mà dứt được một cái thì cái kia xong. Cho nên bữa nay tôi mới kể các vị nghe câu chuyện mà tôi lạy các vị hiểu giùm tôi, chứ còn tôi thấy với một cái lực lượng mà thờ như thế này tôi sợ lắm. Có một cái ông cư sĩ đó, có nhớ cái cô này, cô nhớ câu chuyện đó này. Chậm hiểu nhưng mà nhớ ra. Ông cư sĩ đã hỏi ông thiền sư về chứ Phật Pháp có thể thu gọn trong một câu hay không? Nhớ chưa? Dạ. Ông thiền sư mới lấy cây que vạch một đường dưới đất hỏi dài hay ngắn. Thì ông cư sĩ ông nói, thưa thầy con hiểu rồi. Mà ở đây rất tiếc không ai hiểu. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Còn ở đây là chỉ một người không hiểu, còn ngoài ra không ai hiểu. Là bởi vì toàn bộ Phật Pháp chỉ nhắm đến một chuyện là chấm dứt phiền não. Mà phiền não là gì? Là sự phân biệt, là sự so sánh. Tại sao mình nói cái này nó dài là bởi vì nó có cái hàng ngắn hơn. Tại sao mình nói cái này nó đắng mà bị có cái hàng nó không có đắng, nó nằm kế bên. Hiểu. Cho nên toàn bộ Phật Pháp, khi mà ông thầy ông nói là người học người đệ tử hỏi có cách nào Phật Pháp gom cho một câu nói không? Không nói được, ông nói cái quen kéo đường. Mà một đường này là dài hay ngắn? Cái câu cái chuyển một đường á, một đường này, nhớ nha, đừng có ghi thiếu câu đó. Một đường này thì dài hay ngắn? Thì là người đệ tử nó không hiểu được. Có nghĩa là Phật Pháp dạy mình không có tiếp tục sống trong cái chuyện mà chạy theo cái khen thì mai mốt con sẽ gặp cái chèm bổ le lưỡi, hiểu không? Mà kẻ nào mê ngọt đó họ đắng phải khóc bằng chiếc là con nít. Con nít cái vị lý khi mà nó chơi cái gì nó dồn hết cái niềm tin yêu và tín nhiệm trong đó, có hiểu không? Có đúng không? Cái khi mình luôn luôn mình lớn mình luôn dè chừng. Cho nên khi ai mà khen con nít mà xoa đầu ngoan quá là nó sướng tè, mà tới hồi mà mắng nó rồi nó khóc tới tối luôn. Như con của bà này nó nhõng nhẽo thầy ba tuổi nữa, là bởi vì nó quá yếu đi. Cho nên khi mà nó được sống trong cái sự nuông chiều, trong cái niềm tin yêu của bố mẹ đó, nó quen, nó lụy cái ngọt đó. Khi mà nó lụy cái ngọt nó nặng quá, tới hồi nó bị đánh, chịu không nổi. Cho nên là tôi mới hồi sáng tôi có giảng, tôi nói là ai trong chúng ta cũng bị tiểu đường tâm lý đó, tức là rất thích ngọt. Ai trong chúng ta cũng bị cao máu tâm lý, bởi vì chúng ta rất là dễ bất mãn, chúng ta kỵ mạnh, tức là kỵ người ta chọt đó. Đau lắm, cái đó là kỵ cao máu tâm lý. Còn ai chúng ta cũng bị cholesterol tâm lý, bởi vì ai cũng thích béo nha. Ai trong chúng ta cũng bị sida tâm lý, là vì chúng ta bị mất cái immune system của chúng ta có vấn đề, chúng ta không có khả năng đối phó đề kháng với bao nhiêu cái problem, hiểu. Cho nên ai trong chúng ta dù khỏe như vô thì cũng luôn luôn bị tiểu đường tâm lý, cao máu sida tâm lý, ung thư tâm lý. Ung thư có nghĩa là nó có những cái mầm độc hại mà nó phát tác không ngừng và nó di căn lên tới ấp luôn. Có biết cái immune system này cho nên đấy là cái nội dung Phật Pháp chỉ nằm trong cái câu đó thôi, nó rất là gọn. Và sẵn ở đây tôi nói luôn, tôi kể hoài một câu chuyện là một chiếc thuyền chúng ta đi trong đêm tối, bởi nhớ cái gì đó không? Bỗng có một chiếc thuyền khác nó tông vào, thì chúng ta có nhiều cái tình huống để mà nghĩ về cái đó lắm. Một, nếu ta nhìn thấy trên chiếc thuyền ấy có người thì cái tâm trạng của mình sẽ không giống như chiếc thuyền không người. Trường hợp một. Trường hợp hai, nếu trên chiếc thuyền ấy là một người phụ nữ mà mình là nữ, cũng nữ luôn, thì tình huống nó lại khác. Nếu trên chiếc thuyền ấy nữ mà mình lại là nam, tình huống khác, đúng không? Rồi nếu trên chiếc thuyền ấy là một người nữ mà đẹp, tình huống khác. Một bà cụ, tình huống khác. Nghe kịp chưa? Nói chung là nó cứ xê xích chút xíu là khác. Vì sao? Vì mình liên tục so sánh. Nghe kịp không? Nếu đêm nay trong nhà này toàn là bố mẹ con cái không, mình 1-2 giờ sáng mình nghe cái đùng thì mình chỉ nhíu mày thôi. À, kỳ như ra là ngủ tiếp. Nhưng nếu đêm nay trong nhà này có người dưng kẻ lạ thì tình hình nó khác. Nghe kịp không? Nói khác mà sao nó mất được sự dữ vậy ta? Có hiểu không? Khiếp chưa? Vì sao? Vì chúng ta có cái sự so sánh, có người thân và kẻ sơ, người dưng và người quen. Nó rất là quan trọng. Mà tu tứ niệm xứ là gì? Là nhìn mọi thứ
nhiều lắm đó là nó không giống nhau, chứ không có đính kèm vào đó những cái concept. Như sư nói là mình thấy cái vật nó đúng như nó đang là, chứ không phải mình thấy cái vật nó theo cái. Bởi vì có hai cách, có hai cách mà mình nhận thức vấn đề. Một là mình nhận thức như là nó là, thứ hai là mình nhận thức nó như là mình muốn. Yeah. Cái nghe kịp không? Một cái là see as they are, còn một cái là see like you, you want. Nghe kịp không? Yeah. Thì nhìn thấy như nó là có nghĩa là sao? Nghe, biết là nghe hết, đừng có thêm nữa, đừng có thêm mà cái tiếng là do má tạo ra hay là bà hàng xóm tạo ra. Nha. Mà có mặt bà hàng xóm hay được, có trường hợp bà hàng xóm mình quý hơn má mình, có trường hợp đó nữa. Có là tôi ghét nhất là không có ghen gật đầu, không có gì đâu, là có được hả? Bởi vì có người hỏi thì hiếu là gì, tôi nói hiếu nghĩa là mình có cái lòng nghĩ tưởng đến mẹ, nhưng mà mất đi mẹ mình, chỉ có người mình thương mẹ người ta, có cũng thương mấy người có gia đình vậy, cho nên mà tại vì má sắm nhỏ thì khi nó tệ hơn là bên thằng sớm, vì đồ cũ đồ của mình nó cũng xịn. Cho nên ở đây là nhớ thiền quán là khi trừ được dục ái và sân tâm. Dục ái thì cũng là trừ được sân tâm cũng đúng. Bởi vì sao? Vì chúng ta luôn để cho cái thích và ghét nó đi thành một cách. Chúng ta quá coi nặng cái này thì chúng ta chắc chắn sẽ bị sốc khi cái này nó có vấn đề. Cho nên trong kinh, từ hai cái này trong A Di Đà chúng ta cũng đảm bài ra. Thì Đức Phật này bên tầng kinh nghĩa nói về cái này. Này các thị kheo, sau đây là những cái nguy hiểm của một người cư sĩ đem dốc hết niềm tin vào một vị sư phụ. Đó là khi một người cư sĩ mà đem cái lòng kính tin vào ông thầy nào đó đặc biệt thì họ cái niềm tin của họ sẽ bị thử thách trong một ngày nào đó. Vì sao? Vì này các thị kheo, khi người sư phụ của họ bị từ trần, khi người sư phụ của họ cởi bỏ áo tu, khi người sư phụ của họ bị một cái problem nào đó trong đời sống, ví dụ bị tai tiếng hay là bị vi phạm giới luật, bị xử phạt, họ sẽ chịu không nổi. Và hôm nay tôi phải nói, tôi đã mặc cái áo này năm nay 39 năm, tôi gặp cái chuyện hợp đó rất là nhiều. Có nhiều bà gặp tôi là họ ngổ đầu tiên là con là đệ tử của ngài Hộ Tâm, của ngày này ngày kia lựa toàn mấy cái ngày mà chà bá không đó. Để làm chi? Để họ cho mình biết là mình thuộc cái hàng con cháu, ông đừng có hòng mà lớn với tôi nha. Và họ phan luôn, từ ngày sư phụ mất con không đi chùa nữa vì không ai được như sư phụ. Họ tưởng nói như vậy là sang, nhưng họ quên một điều: sư phụ của mình là cái người có ơn dắt mình vào đạo, đúng, nhưng mà cái mà họ cần không phải cái nào sư phụ cũng có khả năng cho họ. Chúng ta còn là phạm, chúng ta nhiều nhu cầu, chúng ta những con bệnh. Các bác sĩ đã mát tay, đúng, ổng đang chemo, chữa chemo cho chúng ta, đúng. Nhưng mà chúng ta cũng thể không thể coi thường những bác sĩ khác. Bây giờ thôi dẹp bác sĩ đi, nói gì cũng gì đó, không thể chùa bác sĩ. Chúng ta ngoài món bún riêu đâu mà vợ còn nhiều món khác ăn cũng được. Mình đâu có mình mê món bún riêu của bà Tám, thì suốt đời chỉ biết bà Tám, bữa nào bà Tám mới lăn ra bà chết được ăn bún gì nè. Các bạn nghe kịp không? Nhớ cái đó. Cho nên khi còn có cái so sánh là đời sống mình tự nhiên mà đúng khung. Mà ngày xưa mẹ đẻ mình ra tay chân tự do, tự nhiên mình lớn lên mình để cho văn hóa tôn giáo chính trị nó đóng khung mình, tự nhiên nó tù tự nguyện, hình như hơi kém khô, đúng không? Cho nên cái còn dạy mình tự do. Và khổ thay, trong số phàm phu của chúng ta nó có cái loại người này mới ác, khoái ở tù. Có nghĩa là họ được lớn lên trong môi trường Cơ Đốc giáo, họ là một tín hữu Kitô, họ không dám suy nghĩ cái gì ngoài ra thánh kinh, vì như vậy là bội Chúa, có hiểu? Và có những kẻ đi theo Phật tông cho rằng chống là đi ngược lại kinh thừa, tiểu đại thừa, lại đi theo tiểu thừa đó, tin theo năm tông là đi ngược lại tiểu, đi ngược lại đại thừa, mà đi ngược lại đại thừa là tự hủy Bồ Tát đạo, có biết cái gì đó không? Khiếp lắm. Cho nên là họ rồi một đảng viên cộng sản cứ suy nghĩ cái gì cũng sợ là tự mình là thằng phản động, có biết cái đó không? Tự mình đóng cung, tự mình nhốt tù, và chưa hết cái này mới tan thương. Có nhiều kẻ trong đời này biết đó là tù, nhưng mà họ thấy là cái xiềng của họ nó bằng vàng, nó sang, nó xiềng bằng sắt. Nhưng mà cái xiềng bằng vàng, vàng bằng sắt nó có một công chung, một tác dụng là nó nhốt mình ở một chỗ không đi đâu hết, đúng không? Đó là lý do Bồ Tát Đắc Đạt năm 29 tuổi, trong cái đêm cuối cùng trước khi bỏ nhà ra đi, ngày nghỉ, mình đang bị xiềng, có thể cái xiềng mình bằng vàng,
rồi mấy đứa nhà nghèo ngoài kia nó đang bị xiềng một cái gì đó bằng sắt, nhưng mà ngày nghĩ thì hình như rồi nó có điểm đồng, như đứa nào cũng bị nhốt không ta, hình như vậy thì bỏ giọt luôn. Chứ hết trong đình kể gì nữa là ông sống rồi. Ông để cái này tôi tính cầm mà tôi uống bởi cái này hại bạn. Có nhiều khi tôi đi dạy họ cho tôi một ly mà sữa nguội á, nó làm nó dễ làm bị đai riêng, mà ly thứ hai là trà đậm thì nó kèm lại thì uống cho nó trung đạm. Câu chuyện này rất là sâu, very very sâu. Là một buổi trưa hè nóng bức, ông vua ông ngồi có một đám cung nữ tuyệt đẹp thơm phức mát lạnh ngồi quạt trận. Thì ông mới nhìn thấy ra một bầu trời chói chang nắng hạ, không người thanh niên áo quần tả tơi vừa đi vừa hút gió rất là vui. Ông mới nghĩ thế này, mình có rượu có gái có quyền lực mà nó nóng thấy mà nội thở ra hơi cười ông nổi một cái hàng quỷ này, nó sao nó vui dữ vậy ta, mà mặc quần tả tơi. Ông tò mò nó kêu thằng lính thì con ra người ra người kia cái quỷ nó vô đây thì đem ảnh vô. Ổng đang đi nghe nó kêu vô vô kêu nó rung lắm, nó rung bắn nó luôn. Thánh vô anh lết vô, anh nói là không có tội gì, nó không có tội hết. Thấy người hút gió hỏi chơi cho vui rồi. Sao vui vậy cha? Sao vui cha vui vậy? Thì nó vui, nó vui, nó vui. Con 10 năm gánh nước, gánh nước mướn. Mỗi ngày đã dành được một ít tiền. Khi mà gom đủ tiền, con đổi ra một đồng tiền vàng. Mà con tính là 3 đồng vàng, con sẽ đi lấy vợ. Mà bữa nay con vừa giấu được, con vừa đổi được đồng tiền vàng thứ hai. Con nghĩa là còn 1 đồng nữa là con lấy vợ, là con lấy con nhỏ hai con trong mình sớm. Hiểu sao? Con thương nó lâu rồi, nó thấy con chưa đủ tiền, nó hay lầm lơ. Thì ông vua má ngộ ta, có 2 đồng mà vui. Trong khi trẩm ở đây, thì trẩm muốn có mấy đồng cũng được. Thôi thế này, nếu mà trẫm cho ngươi 1.000 ngươi canh vui, ông nói vậy chắc cũng chờ hết rồi, chưa hết vui nổi, cũng sướng quá sướng. Cảm động vui, ông thấy ông thích, ông cũng muốn giảm thêm. Ông hỏi vậy chứ bây giờ ta cho ngươi 1/2 đất nước, ta làm vua bằng nửa, người làm vua nửa, thích là nước thích. Cái ông vua, ông thấy ông thích, ông vui quá, ông hỏi thêm. Đất nước của ta một bên là này, núi rừng, một bên là biển, ngươi chọn bên nào? Cái anh nói dạ, bên nào mà có chôn cái đồng vàng của con. Hiểu? Có nghĩa là tới lúc làm được làm vua rồi đó thì cái lòng ảnh nó vẫn còn dính dướng ở cái chỗ 2 đồng vàng. Cầm vàng loại con sông, vàng rơi không tiếc, tiếc không cầm vàng. Mình tiếc vàng nó đành, mình tiếc cả cái công nữa kìa. Cái lòng mình nó tìm đủ cách nó dính mắt hết. Cho nên nó là cứ còn một chút xíu cái thích thôi. Là bắt đầu nguồn khổ từ đó mà ra. Vì hễ còn có cái thích thì bắt đầu có sáng sắp có lựa chọn. Mà các vị biết mà, đời là biển khổ. Có ít nhất là 2 lý do mà đời là biển khổ, còn nhớ không? Ai nghe tôi giảng thường nhắc nhớ 2 lý do tại sao đời là biển khổ? Lý do thứ nhất, tại sao đời là biển khổ có 2 lý do. Một, cây đắng thì nó là khổ đã đồng đúng không? Mà cây ngọt nó cũng là khổ luôn. Là vì sao? Là vì không có cái ngọt mà nó bền hết trơn á. Cho nên chỉ nó mất là mình khổ phải không ta? Đúng không? Thứ hai là tất cả cái hạnh phúc lên đời nó đều đi ra từ đau khổ. Vì cái hạnh phúc nào nó cũng là giải pháp, cái giải pháp hạnh phúc nào nó, cái happiness nào nó cũng là resolution cho một cái problem nào đó, đúng không? Hiểu không? Hiểu. Đấy, cho nên cái chuyện đầu tiên tại sao đời là biển khổ là bởi vì rất đơn giản. Đắng khổ đúng khổ, là đúng rồi, còn cái ngọt cũng khổ luôn, là bởi vì cái ngọt nó không có bền. Mà khi nó mất là mình nổi điên lên, đúng không ta? Hôm đấy giờ bắt tôi nói thẳng ra thì đau lòng quá. Cho nên lòng từ chăng chứa. Bây giờ chỉ riêng cái khoảng mà mấy bà soi gương mà thấy đuôi mắt có chân chim là nó đã khổ rồi, đúng không? Vậy mà có người lắc đầu hay ghê. Hay là tự cho mình xấu bẩm sinh rồi không sợ sống nữa. Chứ là tôi biết tất cả phụ nữ đều rất là bị sốc cái vụ đó. Buồn lắm. Bởi cho nên đó, bữa đó tôi đọc một cái bài báo, một cái article nói thế này. Chỉ cần bây giờ mà bạn làm được mấy chuyện này là bạn tha hồ giàu. Một là bạn tạo ra, là bạn tạo cái gì đó, bạn làm chủ được energy. Tại vì bây giờ trên thế giới không có một loại battery nào nó cho phép mình gọn nhẹ mà có thể sử dụng cả năm trời, trừ ra là nó clear, đúng không?
đúng phải không? Bây giờ nhiều người muốn cắm trại cả tháng trong núi mà chỗ không có điện theo gì không phải làm sao cắn lưỡi làm sao đem battery đó được, cho nên bây giờ ai làm chủ được battery, và nhất là bây giờ các vị biết cái nguồn dầu mỏ nó sắp cạn rồi đúng không, làm sao đó, nó đâu phải là vô tận. Cho nên bây giờ vấn đề energy tên nào mà nắm được, khai thác được gió nước và nắng, nắng gió nước tên nào mà nắm được cái này, nhưng mà ba này chưa đủ, làm sao mà anh dồn vô một cục mà để xài một năm á, thì cái anh là anh làm giàu á. Thứ hai giúp cho các bà già chậm một chút, tiền ăn không hết. Khi người ta tính cái số phụ nữ mà về thích sạch, ít hơn số phụ nữ thích đẹp, mà tôi có gặp đó, họ có thể không sạch lắm nhưng mà họ phải thơm và phải sang. Thì cái số tiền mà để mấy bà chi cái đó là nó chiếm nó ngốn một phần rất lớn trong cái chi phí, cái tổng phí của nhân loại mỗi ngày, thì biết không? Cho nên đi là mình có thích cái gì đó là tự nhiên nó kéo thôi, nó bao nhiêu cái vấn đề nó kịp hết rồi. Cho nên tại sao đời là biển cổ, là lý do một là không có cái nào là bền hết, và chính vì không có cái gì là bền cho nên cái khổ là khổ đã đành, mà cái vui nó lại cũng là khổ vì nó không bền, hiểu không? Và người ta định nghĩa cái này một cái định nghĩa rất là sang. Đau khổ là gì? Là sự vắng mặt của hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là sự vắng mặt của đau khổ. Mà chỉ cần thằng này nó biến mất là thằng kia nó bèn lòi ra, các bạn nghe kịp không? Tôi đang nghĩ hiểu những cái này là tu được á. Khi vui cứ nhớ rằng vui này khi nó mất là thằng khổ có mặt, mà khi thằng khổ có mặt mình biết rằng lát nữa đây nó biến mất thì vui sẽ tới, mà vui tới rồi lúc lát nữa không cái vui nó không đội nón nó đi, nghe kịp không? Coi như là kỳ nhông ông kỳ đà là cha các ké là mẹ kỳ nhông, mà nó cứ liên tục bậc thánh nhìn nó bậc thánh chán. Còn mình thì sao? Mình là những đứa bé, những hài nhi tóc bạc, tóc bạc mà vẫn còn khờ, tuổi già vẫn còn dạy có cháu ngoại vẫn còn ngu. Cho nên chúng ta cứ đam mê những cái niềm hạnh phúc đúc chút khổ như điên, mà chỉ cần nó gọi con về, con sắp ra trường rồi, nghe nội là quên hết. Cái đó là cái ngu của mình. Nhất răng lắm, mình nghe nói có mua sô-cô-la bên thị sĩ qua cái muốn chờ hết như răng ăn tiếp. Mình còn sô-cô-la thị sĩ nữa không? Bà chủ nhà mới có ai cho con tính mờ mà con ăn thấy đủ không? Nếu mà đủ người viên thì không, hai người cắn viên. Rồi, cái lý do thứ nhất đời là để khổ là vì mọi thứ nó đều là vô thường đó. Lý do thứ hai, bản năng bất thiện của ta luôn nhiều hơn bản năng thiện. Đúng không, chịu không? Thế là cái vui làm sao nhiều bằng cái khổ được? Hai lý do rất là đơn giản, rất là đơn giản. Và lý do thứ ba, nó có ba lý do thôi nha. Lý do tại, có ba lý do tại sao đời là biển khổ. Đúng ra mình có huệ căn chỉ cần hai thôi, nhưng mà nếu mà nói luôn cho mấy người mà nó hơi chậm chậm mà phải thêm cái thứ ba họ nó mới sáng ra nha. Cái giờ thứ ba là do không hiểu được hai điều trước, cái hiểu không? Do không hiểu được hai điều trước nó cũng là một lý do để ta khổ. Bởi tôi nhớ cái bà đó, bà lấy chồng rồi bà thấy em chồng sợ, bà nói nhà này phải có nguyên tắc và có nữ quyền mới sống được. Thứ nhất, em luôn luôn đúng. Thứ hai, nếu mà anh thấy rằng em không đúng thì anh sẽ đọc lại điều thứ điều số 1. Em luôn đúng. Thế hiểu không? Tôi nhớ có cặp vợ chồng đó mới lấy nhau đi honeymoon đó. Thì trên đường đi có đi ngang qua cái chỗ gia đình của ông bác ruột á, mà 4 năm nay rất hạnh phúc. Thì bà vợ mới nói với chồng, mình đi gần ngang nhà bác, mình ghé mình thăm bác, chứ sẵn cái gì vậy? Nghe cũng vậy, nghe lại đi làm cái gì vậy? Mình ghé mình thăm bác sẵn, mình học cho bác cái kinh nghiệm hôn nhân. Thì bác 4 năm nay rất hạnh phúc. Thì hai người tới thân bác mừng lắm. Thì hai người mới nói thiệt với bác là chúng cháu mới lấy nhau, mà nhớ là bác là người có kinh nghiệm hôn nhân 40 năm, thằng Phúc ai cũng lấy bác làm gương hết. Thì em mới dễ lắm, mới biết quyết gì hết. Chuyện lớn thì bác quyết định, còn chuyện nhỏ thì bác gái quyết định.
Cái hỏi gì chuyện nào chuyện lớn, nó nói là do bác gái quyết định. Cho nên đó là cái... đó là cái bí quyết mà 40 năm nay nhà của bác nó rất là em lắm. Dạ, rồi bà về nó mà lấy tài mà gõ đầu chồng rồi, rồi các bạn quyết định. Cho nên ở đây là có ba cái lý do mà đời là điển khổ. Một là mọi thứ là vô thường, cho nên là sao? Chính vì mọi thứ là vô thường cho nên cái khổ nó có mặt được một chút thì nó phải nhường khổ, nhường chỗ cho cái vô, đúng không? Mà cái khổ nó đang có mặt thì là khổ, đúng rồi. Nhưng mà tất cả nó vắng mặt thì cái vô trào ra, đúng không? Nhưng mà cái vô nó đâu có bệnh, cho nên nó ở chút xíu là nó đợi nó đi là thằng khổ lại tới. Đó, mà thêm một cái nữa là thằng khổ nó là má của thằng vui. Vì không có khổ nó có vui, không có đói ăn nó có ngon. Nó không nhớ nhà viết là gặp nhau nó không có mừng, như nguyên cái đám này tôi gặp tôi đâu có khoái. Bởi vì tôi đi tôi mừng thấy bà nội có cái gì đâu mà tôi buồn. Mà chính vì tôi không có buồn nên mai này mà tôi có nghe cô nghe cái việc đó thật, tôi cũng tin bơ, nghe nó chết rồi tôi nói, vậy hả, rồi là sao tôi biết chết nữa là quên thở xong. Tôi không hề có một cái ấn tượng gì đặc biệt hết nha. Nhưng mà chính vì thương quá cho nên xa nhớ ở thương. Nghe kịp không? Như vậy thì hai cái thằng này, thằng cổ là má của thằng thằng vui, mà vui là mẹ của thằng khổ, mà má mẹ là siêu đương nhiên. Hiểu không? Này, đó là vô thường. Cái lý do thứ hai tại sao đời là khổ là vì cái bản năng bất thiện của mình nó nhiều quá, cho nên là cái quả, nói về luật nhân quả, khi cái ác của mình nhiều quá thì cái khổ nó nhiều cái vui chứ. Hình như là vậy. Rồi cái lý do thứ ba nó rất là buồn cười là do không hiểu hai điều trước. Cho nên bậc thánh đối với vị La Hán thì các ngài còn sống trong chồng vô thường không? Có. Hả? Thân ngài còn già không? Có. Rồi đó thứ hai, rồi cái thứ hai ở vị La Hán thì dầu là đức phật đi nữa thì cái ác và cái thiện, cái quả ác và thiện cái nào nhiều? Thiện là xem cũng như mọi người luôn á. Nhưng cái nào nhiều? Thiện nhiều hơn. Nó bát nhiều. Các nhiều hơn chứ. Phật A-la-hán mà chứ. Có nghĩa là người ta đủ duyên làm người ta đắc A-la-hán, nghĩa là hụt nợ, có biết không? Để cái thời gian mà mình luân hồi và thời gian mình tu hành nó cái nào dài? Luân hồi. Như vậy thì cái debt credit mình nó dài, cái nợ xấu mình nó dài hơn, đi hướng không? Dạ. Cho nên khi người ta đủ duyên ta đắc A-la-hán, tất cả A-la-hán đều là người hụt nợ hết. Thấy chứ hụt nợ không? Bankruptcy. Yeah, có nghĩa là một đống tiền còn ém hàng khai bankruptcy sù. Hiểu không? Bữa nay tôi mới biết. Cho nên vị A La Hán cũng vẫn sống trong vô thường. Vị thứ hai, vị thứ hai là vị A La Hán vẫn là cái người mà nợ xấu rất là nhiều, nhưng mà vị A La Hán không có cái thứ ba. Không có cái thứ ba là cái gì đó? Không hiểu. Vị A La Hán có hiểu hai điều trên không? Hiểu. Thế là chàng thanh thản, đúng không? Yeah. Sống thanh thản mà chết cũng thanh thản. Chứ vị A-la-hán, các vị biết nếu mà ngày một liên mà ngày tiếp tục sống nữa là cái chuyện mà bị giết kiểu đó là còn nhiều lắm. Nếu mà ngày vô não anh liên mala mà ngày còn luân hồi nữa đó là cái vụ mà ngày hình như hơi nhiều phải không? Hơi bị nhiều. 999. Nhiều lắm. Yeah. Nhưng mà có những cái vụ nợ sụn luôn, bị ngày khai đâu, khai phá sản, ok. Sao? Nhớ nha, cho nên nó nói là bởi khổ nó có ba lý do. Rồi lý do tại sao gọi là khổ đế nó cũng có ba lý do nữa luôn. Khổ là sự có mặt của cái làm cho mình khó chịu. Còn hoại khổ là sự vắng mặt của cái làm cho mình dễ chịu. Và cái hành khổ mới ghê. Nó là cái tính chất lệ thuộc các điều kiện mà có. Cho nên nếu mà giải thích theo phần hình ảnh như thế này, khổ chính là sự nóng nực, mà hoại khổ chính là cái cúp điện. Còn cái hành khổ là sự có mặt trong sinh nóng. Hoặc là ví dụ khác nữa, khổ là lấy nhầm thành chồng vũ phu, hoại khổ
là phải thường xuyên sai các thành trần dễ thương. Và hành khổ chính là cái bản chất muốn chồng. Hiểu không? Dạ. Cái tình trạng mà thích có chồng đó, bản thân nó là cái khổ, vì chính vì anh thích có chồng nó mới lòi ra hai khổ trước. Có hiểu không ta? Dạ. Hả? Dạ. Hình như là vậy. Thì nếu anh không muốn có chồng thì anh đâu có bị cái vụ mà lấy thằng vũ phu hoặc xa thằng dễ thương. Mà chính vì cái thằng thứ ba mà người biết nên không có làm cái chồng bên riêng nữa đều. Chứ tôi gắn hoài tôi mệt lắm, tôi biết rồi. Gọi gắn, bởi vì sao? Bởi hệ nó có là nó mất. Nếu biết có vui thì có khổ, thà là đừng khổ thì đừng vui. Nếu biết cố gắng thì có rớt, thà gặp là đừng giả thì đừng rớt. Ông mấy cái hình cái có thiện. À, sẵn này tôi nói luôn, tôi ớn nhất là mấy người Phật tử nghe ba mớ rồi bèn ôm cái ba mớ nó làm của, có hiểu như làm của phải không? Rồi cả đời ôm nó, một ngày kia bừng tỉnh là thấy nó kỳ kỳ, mà lúc nó già quá không còn kịp quay lại nữa. Đó là sao? Nghe ai nó nói thế này, nói nghe có lý mới ghê chứ. Cần gì học cho nhiều, chỉ cần biết một cái pháp tu cũng đề mục là theo đó là suốt đời là đủ rồi. Cái câu nghe rất là hay, nhất là mấy người chậm hiểu nhớ dở mà làm biến, nghe nó khoái lắm. Nhưng mà nó xui một chỗ, rồi khi mà không học giáo lý thì không có biết gì hết, và cái đầu thỉnh thoảng ngồi thiền nó bị hoang mang nghi hoặc mà không biết hỏi ai. Nó có tùy mình còn phàm mà nó có tới 100,000 cái nghi hoặc, bây giờ tôi nó chỉ nhẹ thôi, bây giờ tạm thời tôi không có chuyện gì hết. Tôi nghe nó thiền hơi thở tôi thích lắm, thì sư phụ nói con đừng có học quá, nó lao không có trong, con cứ nhớ là để ra để vô, để ra bằng tâm gì thì biết tâm đó, mình thấy nó đã quá đã rồi. Nhưng mà khi thầy đi mất rồi, cái mình về mình ngồi thở ra, cứ thở ra, thở vô, thở vô. Cái câu thứ hai, tâm gì trong đó là sao ta? Ngã mạn là sao? Hiểu không? Hoài nghi là sao? Tà kiến là sao? Là bắt đầu thấy rối rồi, chưa hết còn gì này nữa. Đang thiền cái này tự nhiên nhớ má. Không biết là đó má còn sống, má không đi chùa, má không có tu. Không biết giờ má chết rồi ngồi hướng má có khá hơn không? Hiểu không? Mà lẽ là một cái người học giáo lý căn bản thì không có cái thắc mắc này. Nghe kể không? Nhưng mà vì mình ngày xưa mình ôm cái chân cái ông này mà kêu đừng học á, cho nên hôm nay khi ngồi thiền nó bèn nó lầu ra mấy cái vụ này. Nghe kịp chứ? Rồi chưa kể khi mà mình học đạo mà đơn giản quá đó, thì mai này sẽ có lúc mình nghĩ về Đức Phật một cách hoài nghi, có hiểu không? Sẵn tôi nói luôn, khi mà mình đến với nhau dễ quá, mình cưới nhau dễ quá, không tìm hiểu nhau, mình bỏ nhau very dễ. Ở nhà quê tôi đó là trường hợp mà bỏ thì hiếm, nhưng mà có trường hợp vậy. Vợ chồng sống với nhau như người dân nhiều lắm, không có tình cảm. Vì sao? Vì ngày xưa lấy bằng mai mối á. Tức là không có tìm hiểu nhau, tự nhiên có cái bà ma mai này, bà miệng lưỡi, bà lại nói sao đó. Bà ba nhỏ nó siêng ăn, rồi chuyên ăn chuyên làm, rồi nhỏ nó là mong nở tốt nái sinh con nhiều, mắng con mắng đẻ vậy, hiểu không? Cứ là phải giới thiệu sơ xong rồi là về cưới, cưới xong về thấy nhỏ nó rất quấn, những điều có tả nó không giống, nhưng mà lỡ là lấy luôn. Khi mà lấy nhau bằng mai mối thì mai này sẽ dễ dàng xa nhau vì những cái lời ra tiếng vào. Nếu hiểu lấy nhau vì hiểu nhau, mai này trời có sập xuống cũng coi như đắp mền tiếp tục sống với nhau nữa. Còn nếu mà lấy nhau qua chỉ trung gian được khác thì này cũng sẽ bị người khác mà mất nhau. Phật pháp cũng vậy. Nếu mà mình vì lệ thuộc của ông thầy là nói ông ban cho cái gì mình nhận cái đó, mình trở thành con chuột bạch của sư phụ là coi như xong. Nha. Đây sự điều kiện là như vậy thì gọi là khổ đế là vì ba cái này, hiểu không? Còn vì sao gọi đời là điển khổ thì là ba cái hồi nãy. Nghe kịp không? Ba cái hồi nãy là nói theo tận kinh, còn ba cái này nói theo A Di Đà. Bây giờ các vị hiểu tại sao phải học đi ai đi làm chứ? Tạng kinh đó là cho mình biết trên đời này gồm có nhiều thứ nước. Nước sông, nước suối, nước giải khát, nước tắm rửa, nước giặt đồ, nước nấu ăn. Đó là tạng kinh, nghe hiểu không? Còn tạng A Di Đà cho mình biết là nước là H2O. Trong đó gồm có axit, có gluco, có fructo, có các vitamin. Các người kịp không? Có hiểu hai cách nói không? Thì như vậy hai cách nó có cách nào không cần thiết không? Phải không? Bây giờ nếu không có cách nói thứ hai đó thì nước uống và thuốc men của mình đứa nào chế ra thì đứa nào nó cũng chỉ biết toàn nước sông nước suối thôi mà, nghe kịp không?
Nhưng mà nếu mà đứa nào nó cũng nói ba cái quá chất không thì mình ra tiệm mình mua nước mình nói làm sao? Tôi hiểu không? Hiểu không? Có nhiều người họ gặp nói là họ nói con không gặp chỉ buồn. Có nghĩa là họ hỏi đi học đạo là vì cái lòng nhân nhiều hơn là trí tuệ. Hỏi ông nghĩ sao mà ông gặp em nói thì cũng đang tu tâm từ. Cho nên mình không biết là mấy cái vị Bồ Tát cái mặt mình họ đang tu cái hạnh gì. Nhưng họ tu cái hạnh trí là họ gặp thì họ hiểu một cái thứ mà nó tu một tâm từ thấy mà nổi luôn nó gặp rồi nó thương mình nó gặp. Rồi xong rồi nó làm một lát nữa nó về là nó quên rồi mất. Nó đã quên tôi như quên một người tình, như quên một dòng tình. Cho nên nên ba cái này là lý do vì đâu gọi là khổ đế. Và tôi xin hỏi bà con, bà con nghĩ sao nữa vậy? Có một cái thứ gì trên đời này, những cái gì bà con thấy, nghe, ngửi, ném, đụng mà nó nằm ngoài ba cái này không? Ví dụ như bây giờ nhan sắc đi, ví dụ như mình đàn ông mình thích nữ sắc thì cái nữ sắc của nữ nó có nằm trong đây không? Nó nằm ở chỗ nào? Tối thiểu đầu tiên là nó nằm ở cái số 2 nè. Nó không có bệnh. Và cái số 3, cái nhan sắc phụ nữ nó có lệ thuộc các điều kiện không? Có. Trời, cái nó quên mặt là chết nhất bây giờ. Tôi ơi. Mà nó quên rửa nó chết kiểu khác, mà nó nhớ rửa chết kiểu khác. Có nhiều người nó lo nó nhổ đến đồ lũi. Rồi mỗi sáng nó đi nó phải xài đồ giả, tối nó rửa tôi nhìn tôi muốn khóc luôn. Tôi gặp vừa gặp tôi hỏi mua quá yêu. Có một lần nó đi cái chùa ở Dallas đi chung với một Phật tử mà suốt mùa thu là nàng lúc nào cũng ngon lành chỉnh chu tinh tươm. Cái đêm đó nàng ngủ ở chùa phòng nàng bên kia phòng tôi bên đây thì trước khi người ngủ ngủ thì nàng dùng mấy cái viber để mà nàng thì nàng ngủ bởi thì đâu đâu có thấy là tự nhiên nàng đi quên cái đầu chặt biến. Nàng mới chạy qua kia cửa tôi mở cửa ra tôi hết hồn, nó xấu, không có tưởng tượng xấu ngoài những đoán. Mà bình thường nàng mẹ, mà tôi đã thương nằm cả năm á. Mà tới lúc mà tôi gặp bà trụi cái này là tôi hết tiền luôn, tôi hết tiền với bà luôn. Nó mất cái này nó kỳ dữ lắm. Mà bả vẫn ngon lành, vẫn kilo, vẫn chiều cao, vẫn trọng lượng y như cũ. Chỉ mất có cái khoảng này thôi. Là mình nhìn nó rất là kỳ, mà chỗ này nó giống như miếng bò tái trong tô phở vậy. Nó không có son. Trời ơi, tôi nói hải hồn, tôi nói người đâu gặp gỡ mà chỉ trăm năm biết có duyên gì vậy. Không, mà nếu mà đừng thấy nhau như vậy thì nó đẹp tới già luôn. Như cái ông mà ông Nhật nha, ông nói là ngày xưa mà ông có người quen mà đi lấy chồng, ông không biết một bàn, tôi đi ông sang sân. Sợ là đất dính mến gót chân, đất dính chân mà ông không mà nở đó. Mà mấy chục năm sau từ Mỹ ông về, ông gặp lên người xưa, ông nói bây giờ nó lọt chúng sình cũng được, cái đừng có nói. Xấu quá nè. Nó càng già càng xấu, mà nó càng xấu nó lại già lè nữa. Cho nên đó là không, tôi nói cho bà con đừng buồn ngủ rồi chứ ở đây ai được mắt được dễ thương cái chị. Dễ thương có hai loại, thương mến và thương hại. Thì á là gọi là khổ đế là vì có ba. Một là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì không có cái gì trên đời này, những gì thấy nghe ngửi nếm đụng mà nằm ngoài ra nữa. Cái mà đắng á, cái mà khổ, cái khó chịu thì nhất là cái đầu tiên. Còn cái nào mà ngọt, êm đềm, người ta lọt cái thứ hai. Còn cái thứ ba là lúc nào cũng trên từng cây số. Dù ở đâu tôi ở đó. Các khổ do có điều kiện mà có. Rồi cũng vì có các điều kiện mà trở lại. Có vụ trở lại mới ghê. Và sẵn này nói luôn, đây là một chút xíu chuyện nó hơi khó. Nói luôn. Cái đại kỵ của hành giả tín niệm xứ đó là trông chờ và trốn chạy. Cái hiểu không? Đi biết là đi, ngồi biết là ngồi. Nó đau thì biết là đau, nhưng mà đừng bao giờ có ý mong cái đau này sớm qua đi. Khi ta có lòng mong nó sớm qua đi, nó bèn ở lì. Còn cái cảm giác dễ chịu đang ngồi mà nó nực nọ mà gió mát vô mình thích quá. Thay vì mình niệm mát, thay vì niệm là dễ chịu, thay vì niệm là tâm sân, thay vì niệm là thọ hỷ, thay vì niệm là thọ lạc, thì mình lại thầm mong mình nó ở lại lâu một chút. Khi ta có lòng mong nó ở lâu một chút, đó là tâm tham. Và nó lạ một chỗ, khi ta mong nó ở lại lâu, nó bèn đi hơi sớm.
Còn khi mà ta khó chịu, ta đau quá, ta muốn nó sớm đi qua nhanh. Nó vừa là tâm sân mà nó vừa là tâm tham. Khó chịu là sân mà mong nó đi là tham. Mà khi mà ta có tham mà sân thì nó bèn ở không đi, nó xin thẻ xanh mình nuôi quốc tịch luôn. Tin tôi đi, hiểu không? Dạ. Cái gì mà mình mong nó rất là lâu đến và mau đi, mà mình chán nó thì nó càng mau đến, nó là ở lại luôn, chứ không phải là nó đi nó ở lại luôn. Cho nên một chuyện rất là quan trọng, kinh nghiệm thiền quán đó là mình nhớ không có gì trên đời này để ta trông chờ mong đợi, và cũng không có gì để ta tống khứ và chối từ. Vì sao? Vì càng có lòng mong tống khứ đó là tham. Mà vì sao mình muốn tống khứ đó là sân. Mong nó ở lại là tham, mong nó đừng đi là sân. Cho nên nhưng chắc phải ghi thêm, trong tu tập tuệ quán không nên có lòng trông chờ hay trốn chạy. Chắc phải bồi hết. Trong tuệ quán không nên có cái lòng trông chờ hay trốn chạy. Đêm nay đêm cuối bà con chịu khó hơi thức khuya một chút. Và trong tuệ quán thì đại kỵ cái tâm trạng. Có hiểu nãy giờ nói vậy? Cô không hiểu. Thế cái là ngồi thiền nó sao biết vậy? Cô ngồi thở ra. Mà nhớ nha, theo dõi hơi thở là không có điều khiển mà là quan sát. Nhớ cái này cực kỳ quan trọng. Biết điều khiển không? Kéo ra, kéo vô là chặt. Mà phải để cho nó tự nhiên. Nó ra hết thì tự động nó sẽ đi vô. Lúc đó mình thấy là hai chuyện rất độc đạo. Thứ nhất, thân này không phải là của mình. Tự nhiên nó ra là nó có nhu cầu tự nó đi vô. Thật sự nó không phải là của mình. Thứ hai, có ai muốn mình giận sợ hờn ghen muốn không? Mà tự nó tới đúng không? Chỉ cần đủ duyên là nó tới đúng không? Vậy đó là vô ngã đúng không? Hồi nãy nó khác, bây giờ khác, nó phải vô thường luôn. Mà hai cái này nó có làm cho mình dễ chịu không? Vậy đó là khổ đúng không? Có gì hiểu chưa? Đừng cứ nghĩ đạo Phật bắt mình phải sống trong u buồn, không phải. Mà đạo Phật dạy mình sống trong sự thật. Nghe kịp chưa? Trong chờ năm rồi xem chưa? Cái này mới ghê nè. Cái này chắc bôi ba thì lên nhìn thấy môi gì. Cái vị để gạch đầu dòng đầu tiên. Có hai thứ hạnh phúc. Hai chân. Rồi xuống hàng. Có hai thứ đau khổ. Cái này phải ghi. Quan trọng vô cùng. Vô cùng quan trọng. Các vị biết tôi đang im lặng nữa, tôi nguyện một điều, kiếp sau tôi sanh ra tôi sớm hiểu đạo và đừng bao giờ tôi chậm mất thời gian. Không muốn nữa. Dạ, nguyện. Nguyện sao đừng bao giờ chậm như đám này. Rồi, có hai thứ tâm tham và có hai thứ tâm sân. Nói kịp không? Có hai thứ tâm tham. Rồi, tiếp tục. No! Xuống hàng. Mà xuống đây, người ta đang để trống rồi mà, người ta đang để trống. Này, xuống hàng. Tham và sân là đại diện cho tất cả phiền não. Thấy kịp không? Cái miền nào rồi xuống hàng mở một đơn si luôn đi cùng hai thì nở này. Cô bôi gì là chết tôi rồi không nên đúng rồi đủ rồi đủ rồi đủ
là đừng có bôi, đừng có biết thêm, chỉ biết cái hàng giữa này. Để là cứ để bên dưới cái chữ tham sân cái mộng đơn. Si luôn đi cùng hai phiền não này vậy thôi. Hiểu không? Si luôn. Đúng là ai nghe thì giảng thường thì biết nói cái gì. Nhá. Biết gặp tâm tự hay gặp trí tuệ. Hai thứ. Cô có hiểu không? Gặp tâm tự là gặp, gặp là sợ buồn á. Không, cái cô đó hồi đó tôi gặp cô, tôi cô không nghe được tiếng Việt. Hay ha. Ráng này ráng mà nếu mà mà cô khá khá chứ mà mốt có gì đám này chết hết thì còn được cô còn hồn cái cô còn trẻ nhất, trẻ nhất chuồng cái gì đó, cái gì đẩy tôi không, cái gì hại tôi không mà. Ok rồi, bây giờ nghe vậy có hai cái hạnh phúc, có hoặc không cái gì đó, hiểu chưa? Bây giờ hiểu chưa? Cái sâu của nó mới là mình học trong mấy ngày nay, học có mấy ngày thôi mà mình học toàn là cái essence of Buddhism trong rất là gọn nha. Có hoặc không cái gì đó, cái hiểu không? Bây giờ có đúng không? Không nợ, không bệnh, không quán thù, nghe kể không? Thì có phải là hạnh phúc không? Như vậy thì cái hạnh phúc nó đến từ cái không, đúng không? Vậy từ cái có tiền, có sức khỏe, có nhan sắc, có tình cảm, có đúng là có đúng không ta? Dạ. Rồi đau khổ cũng vậy, có hoặc không cái gì đó, đúng không? Dạ. Bây giờ mình học gọn lại, mình học gọn lại nha, tại vì mình nhớ giỏi quá mà, nên mình học thêm nhiều cái nó quên nha. Nhớ giỏi quá. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ qua đau khổ cũng nên nhiều. Như vậy đau khổ nó không phải là nó có hoặc không cái gì đó, đúng không ta? Dạ. Bây giờ gặp kiểu gì? Tâm từ thôi, trí tuệ. Trí tuệ. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ đau khổ có phải là do hai cái này không? Đau khổ mà là do có gì ta? Có bệnh, có nợ, có thù oán, có pháp luật, đúng không? Còn bây giờ không, không có gì, không nhan sắc, không, nói chung nó chỉ ngược lại cái trên thôi. Rồi từ đó tham cũng có hai, mong có và mong không cái gì đó, đúng không ta? Hả? Cho nên thiền là đừng có mong là cái đau này nó qua đi và cái mát mát này nó còn hoài, bởi vì sao? Vì nó lại dính trong hai cái tham, mong có hoặc không cái gì đó. Mà cô ghi như vậy cô có hiểu cô cái cô ghi không? Cái khi mình ra sức nhiều quá cái tinh tấn tập trung trí tuệ mất. Có hoặc không cái gì đó, rồi cái tâm sân cũng vậy, là bất mãn với cái có hoặc không thứ gì đó, hiểu không? Yeah, hiểu. Hiểu không? Yeah. Nó sáng trưng, nó sáng vô cùng sáng, nha. Yeah. Mà đôi khi hai cái tham sân này là đại diện cho tất cả phiền não, mỗi một đơn si thì khỏi kể, vì ở đâu có tham có sân là hai là sẽ đi theo, chưa? Bởi vì tham á là gì, là greed, mà sân là aversion, còn si là illusion, rồi xong chưa? Rồi. Như vậy thì hạnh phúc có hai, là có hoặc không có cái gì đó, hiểu không? Rồi đau khổ cũng có hai. Rồi tham là mong có hoặc không có cái gì đó. Rồi sân là cũng bất mãn với cái có hoặc không cái gì đó. Vậy nguyên đời sống có bị nguyên tấm bản là đủ không? Đủ. Yeah. Mà nó Phật 45 năm Phật giảng có nhiêu đây, mà cái số hiểu có chút xíu mà. Bởi vì sao? Vì cái này nó đi ngược lại suy nghĩ của người ta. Người ta vui quá mà tự nhiên cái Phật nói cái nào cũng là phiền não hết. Cho nên ta nghe ta chịu không nổi. Người ta đang vui quá mà Phật nói cái khổ nào cũng, Phật nói cái vui nào cũng là khổ gián tiếp. Mà đang vui vậy mà nói cái thích nào cũng là phiền não. Thì cái nào người nói ta cũng không chịu hết trơn. Nói người nói đó là nhân xấu thì người ta cũng không chấp nhận. Vui quá mà nhân xấu gì. Còn người nói cái này nó không có bền, ta nói tao đang vui mình lại nói cái chuyện buồn đó làm chi nha. Yeah. Rồi tao cũng bỏ nghe luôn. Mà thật ra vì không chấp nhận những điều này của Đức Phật, mà ở đây có đúng phải là Phật không hay là do tôi nghĩ ra?
dù tôi không có nói kinh nào nhưng mà các vị nhìn các vị biết cái này tôi là đủ sức nghĩ ra cái này nhá. Rồi ok, thì chính vì họ không có chấp nhận lời Phật cho nên lúc tụng chuyện họ khóc như điên, khóc như điên, nhớ nha. Rồi như vậy có hai thứ hạnh phúc, có hoặc không cái gì đó, có hai thứ đau khổ, có hoặc không cái gì đó, và từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện này. Tham cũng có hai, là mong có hoặc không cái gì đó. Cho nên đấy là lý do vì đâu mà trong thể quán không nên có lòng trông chờ và trốn chạy, bởi vì trông chờ nó thuộc về tham, mà trốn chạy nó thuộc về tâm sân. Mà trông chờ cái gì? Trông chờ cái hạnh phúc, mà trốn chạy là cái đó. Có nghĩa, có nghĩa là ba hàng này là nó mô tả, nó minh họa cho bốn hàng trên, đúng không ta? Đúng. Nếu mà cô thuộc lòng với cái điều mà mấy ngày hôm nay giảng về, cô sẽ thấy có cái nhìn khác về đạo của mình. Cái đạo mình không có cái vụ mà đi làm phước ngồi hướng là mong bla 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 bla, mà đạo mình có nhìn khác cũng hơi ngộ ngộ ngoài ra nha. Các vị có học cái này, các vị biết tại sao mà đạo Phật được truyền bá qua mấy nghìn năm và các nền văn hóa mà bây giờ nó vẫn còn sống, và càng lúc có rất nhiều người ở Mỹ họ theo đạo Phật, về những điều này họ không được học bên Kinh Chúa, họ chỉ thấy trong chùa thôi. Thì vì cái nội dung này cho nên nhờ thấy được nội dung này cho nên khi mà mình đi vào tu tương xứ mình biết mình phải làm cái gì. Có nghĩa là thấy mọi tương tương xứ là gì, chú ý hai chữ thôi, quát và hào. Hào và quát. Hào có nghĩa là đang đi biết là đang đi, ngồi biết là ngồi, đó là hào. Còn quát là cái gì điều khiển cái ngồi này, cái ngồi này thực chất nó là gì, nó là tâm điều khiển bốn đại đứng từ lưỡi gió nó tạo ra cái động tác ngồi, hiểu không? Đó là ngồi, hiểu cái quát. Còn hao là biết rõ cái activity, còn cái quát là hiểu cái essence của nó, hiểu không? Thì tự quán nó như thế thôi. Mà mỗi cha thiền sư mới lấy cái kinh nghiệm của mình nó đắp vô trong đó, nó thành ra là nó rối. Bởi có cha thiền sư nó viết để lại 5.000 trang với lời tựa thế này: vì thiền vốn đơn giản mà vì các con không hiểu đơn giản ấy nên ta đã viết 5.000 trang cho các con hiểu thế nào là sự đơn giản của nó. Ông chết xong thì một thời gian sau có đám thì tử sao nó viết thành 10.000 trang, nói rằng trong cái phần giải thích của sư phụ có nhiều chỗ cũng còn hơi tối, cho nên bà con chưa hiểu thiền nó đơn giản cỡ nào, cho nên con bèn hiến thêm 10.000 trang nữa. Cái đó có thiệt, cho nên bây giờ sách thiền nó tùm lum hết. Mà tại sao phải tùm lum? Bởi vì để giải thích cái đơn giản của thiền. Mà bây giờ chỉ duy nhất trên đời này, chỉ có một hạng duy nhất mà thấy được thiền nó đơn giản, đó là cái người hành. Chỉ còn cứ ôm cái học là nó rối. Có một ông đệ tử vô hỏi sư phụ: sư phụ ơi, có là ông sư huynh nói con nó mình tu mình học cho đã mà mình không có hành thì cũng bằng không. Con thấy cũng đúng. Rồi ông sư huynh kia nói tu mà không học biết rỉ gì tu, con thấy cũng đúng. Nhưng mà con hỏi sư phụ với hai cha cho nào đúng thì con theo cha nào? Thôi con theo sư phụ à. Để sư phụ trả lời con, hai ông nó con nên theo ai? Cái sư phụ nói đi đúng củi nó quan trọng hơn, đi theo ai. Chuyện gì hết củi rồi. Vậy hiểu chưa? Ba, nó còn cái sâu nữa. Thì nó nghe như vậy, nó cái đây nó giống cái đám này quá nên nó không có hiểu. Thế là hai người trò đi lên núi. Thì đang đi nghe cho kỹ nha, nghe kỹ từng cm. Đúng ra nó có huệ căn, người ta đã hiểu cái câu đó rồi. Theo ai không quan trọng, mà giải quyết chuyện trước mắt là nhà bếp hết tuổi. Đúng rồi, cái câu là nó lắc một cái đùng rồi. Nhưng mà nó khôn quá đi, cho nên là nó chưa đắc. Chị ông thấy này nó trời ơi, quá, nó dắt lên núi. Thì hai rồi đang đi, ông ấy nói ông về là nó đưa lại cái rựa để thầy chấm bớt cái gai đó. Yeah. Thì nó mới đưa được cái rựa. Nghe kỹ nha, đưa thầy cái rựa để thầy chặt bớt. Tại vì nó bích, nó rộng lắm. Thì ông vừa nó đưa được cái rựa. Mà theo cái pháp lịch sử thì mình đưa cái rựa, mình đưa cái gì trước? Quay. Không có đứt tay. Đúng vậy không? Giờ phải trả lời mà có sân si quá. Thì nên đưa vẫn có cán rửa đúng không? Yeah. Nhưng mà dân Việt Nam còn đưa lưỡi không à? Mà thằng này nói Việt Nam. Thì nó đưa vẫn cái cán rửa, thì ổng mới nói thế này: thầy cần cái lưỡi rửa để mà thầy cắt cây chứ thầy đâu cần cái cán.
thì nó nói là không có cái là sao mà lại cầm cái ông nó không có học còn hành hiểu chưa học chỉ là cái cán rửa thôi, cán rửa không có chặt được gì hết, nhưng mà không có cán thì cái lưỡi nó gắn ở đâu hiểu chưa, mà không phải dắt nó lên núi đó để nói nó mê hiểu. Bây giờ đặt bằng tâm từ rồi. Nên cái bậy nhất của mình là gì, đó là cái background của mình trong quá khứ nó ra sao. Bây giờ mình nghe đạo đó là mình nghe bằng cái background đó, hiểu không? Hiểu. Bây giờ đã hiểu không? Thì cái background mình nó ra sao thì mình nghe mình hiểu cái câu đó bằng cái background của mình. Mà mình quên vậy là mình coi kỹ cái background mà nó có đủ xài hay không, có hiểu không? Bởi vì thường mình bị cái bệnh thế này, văn mình vợ người, văn mình lúc nào cũng biết hay mà vợ người lúc nào cũng đẹp vợ mình, mà đó là một cái suy nghĩ rất là ngu. Là tại vì chưa gì hết mình thấy văn mình hay văn người ta là đó là bậy rồi, mà chưa hết mình cho vợ bạn đẹp vợ mình là sai. Giống như người ta không có câu thế này, về Bắc Kinh nên mới thấy chức vụ nào cũng là nhỏ, bởi mấy thằng cha mà tổng bí thư thủ tướng đều nằm ở Bắc Kinh hết, cho nên là nó là về Bắc Kinh là thấy chức nào cũng nhỏ, về Bắc Kinh mới thấy chức vụ mình là nhỏ, về Thượng Hải mới biết cái túi tiền mình ít, bởi vì dân giàu nhất của Bắc Kinh nó nằm ở Shanghai, nên giàu nhất Trung Quốc, về Hàng Châu mới thấy vợ mình xấu, bởi vì con gái Hàng Châu nó đẹp như mơ. Mà Tàu nó có một câu thế này: thượng hữu thiên đàng, hạ hữu tô hề, trên trời có thiên đàng, dưới đất có tô châu Hàng Châu. Con gái Hàng Châu, Tô Châu nó nói chuyện nó chỉ cần ý họ là mình bỏ nhà đi theo nó. Cho nên người Tàu họ nói, người Tàu họ nói nghe con gái Tô Hàng chửi còn sướng hơn nghe gái Ninh Ba hát. Nghe đám Ninh gái Ninh Ba mà quê của Tưởng Giới Thạch mà nó hát là coi như là mình nghe mình điếc con gái. Cho nên mới có một cái bà nó mỗi lần nó hát karaoke là ông chồng có đi ra sân, thì hàng xếp mỗi giờ kiệm nó bị tôi ở trong đẩm tôi tưởng tôi đánh bà. Cho nên tùy cái bắt rau thì ngát của mọi người, tôi giảng tôi cười nhưng mà phải biết cái nào tôi nói đùa nó thiệt không. Có nhiều người thấy mình giỡn mà nó không có giống thiền. Còn nói tào lao mà nó cái chậm chậm cái kiểu mà siêu dinh dưỡng cái điện hơi mất ngủ họ tin. Bây giờ Việt Nam nó phái cái đội đó thì do cái bắt ra của mỗi người không giống nhau, cho nên là chúng ta trong cái nhận thức, trong cái lắng nghe, chúng ta thường bị quên cái công thức này. Có hai cách nhận thức chân lý: một là nhìn đúng với bản chất của nó, hai là nhìn như ý mình muốn. Phải là người có huệ căn mới thấy được cái điều thứ hai. Thông thường chúng ta chỉ đánh giá vấn đề theo cái kiểu mình muốn, theo cái nền tảng mà mình có. Nó nguy hiểm ở chỗ đó. Nó rất là nguy. Là bởi vì chúng ta không, những cái biết chúng ta nó không đủ để làm khuôn thước để mình nhận thức mọi sự ở đời. Đó là lý do vì đâu mà trí tuệ có ba: văn, tư và tu. Văn là nghe, học, đọc từ người khác. Nghe kịp không? Còn tư là về gặm nhấm tiêu hóa. Chứ còn cứ nghe mà không có mà... Giống như đứa bé mà nó đi với mẹ vô tiệm tạp hóa, mình nó mua mấy cái lon nước đó. Nó mua xong rồi nó cui ra hết, một lúc 4-5 lon, mẹ hỏi vì sao, nó nói đây ghi open here. Nghĩa là mua ở đâu mà ở đó. Hiểu không? Tức là nó hiểu chữ nghe rất là bê bê. Nghĩa là nó hiểu như vậy đó nha. Vậy trong kinh Bát Tông có một câu rất là hay: y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thiết. Cứ hiểu y nhân chữ nghĩa mà giải thích thì nó làm mình nói quan chi hoặc, chi hoặc đâu có nói dễ ẹt vậy. Giải thích từng chữ đó là chi hoặc không có. Nhưng mà rời kinh một lời là cái mình đã nói lời ma, mấy lời Phật nữa. Cho nên bên mấy bộ luận có một hình ảnh rất là đẹp: người tu hành dù học hay hành cũng phải bắt chước con cọp. Cọp cái ở điểm: cọp cái khi tha con, nó tha rất là khéo, nó không có lời lắm để con rớt, mà cũng không cắn chặt để con đau. Nghe kịp không? Mình phải học Phật pháp như thế nào đó vừa đủ để mà mượn Phật pháp làm cái ánh sáng để mình hiểu thêm điều khác. Chứ còn học cái kiểu mà chấp chặt cái điều mình biết á, thì lúc bây giờ là thành con cọp mà nó tha con mà nó cắn là con đi. Nghe kịp. Mà rất là nhiều người bữa nay tôi chẳng thấy đó luôn. Thế nào là sự khác biệt giữa cái
bậc đại trí, bậc cố huệ căn và những người thiếu trí, thiếu huệ căn. Đó là người đại trí không bao giờ hướng tới cái the best mà chỉ hướng tới cái bare được. Vì khi cái lòng anh nghĩ đến cái tốt nhất, sẽ có một lúc anh bị ngộ nhận cái tàu lao nó chưa có tới mà anh vẫn nghĩ đó là cái the best. Trong khi đó cái lòng anh chỉ nên nghĩ đến cái bare thì cả đời anh không bao giờ dừng lại, hiểu không? Nghe kịp. Hai cái đấy khác nhau đúng không ta? Mặc dù trong tiếng Anh mình thấy cái better nó không có bằng cái the best, đúng không? Nhưng mà thật ra mình nên sống với cái the better, nó tốt hơn cái the best. Vì nó rất nguy hiểm, vô cùng và vô cùng nguy hiểm nha. Và cái thứ hai, cái đặc điểm thứ hai của cái bậc thiền trí, người có huệ căn đó là luôn luôn biết nhìn xuống dưới chân để coi cái con đường mà mình đang đi thật sự nó dẫn về đâu. Mặc dù mình đã coi bản đồ rồi nhưng mà cũng thường xuyên nhìn xuống. Vì sao? Vì đôi khi mình đi đúng đường nhưng mà mình bị dấp, có không ta? Đúng đường khác mà bị dấp khác rồi nha. Hay là khác nhau chứ. Đấy. Cho nên đó là những đặc điểm của bậc hiền trí. Cái thứ nhất đó là luôn luôn hướng đến cái tốt hơn chứ không hướng cái tốt hơn. Và cái thứ hai là bậc hiền trí luôn luôn biết nghi ngờ con đường dưới chân của mình. Và cái thứ ba, bậc hiền trí luôn luôn có khả năng buông bỏ, không có đam mê sống chết một thứ gì hết. Khi không có đam mê sống chết một thứ gì hết thì vị đó cũng không có cái ác cảm mà thành kiến khư khư với một thứ gì hết, hiểu không? Hai cái này nó nuôi nhau, nhớ không? Cái thích và ghét nó lẫn cặp. Khi mà ta đam mê khư khư một thứ gì đó thì ta rất dễ dàng có thành kiến khư khư với một thứ gì đó, đúng không? Đấy. Mà trên đời này nó có một chuyện vô cùng nguy hiểm, đó là khi ta có thành kiến khư khư với thứ gì đó, lỡ đó là cái điều cần thiết là chết, hiểu không? Lỡ đó là điều cần thiết mà mình lại có thành kiến, mình có cái ác cảm với nó là chết. Hoặc là mình đam mê khư khư một thứ nó cũng chết, là vì sao? Lỡ cái đó là đồ có hại là sao? Bây giờ hiểu chưa? Cái hiểu chứ khư khư nó độc lắm. Bởi vì nếu thích khư khư một món mà thích nhầm cái thứ độc thì có phải chết người không? Mà nếu mà có ác cảm mà giữ cái thành kiến khư khư với một thứ mà lỡ thứ cần là mình cũng chết. Chẳng hạn như bên Mỹ nó có một cái đạo quái gở, nó kêu tín đồ là không có nhận máu của người khác, có biết không? Có biết không? Có. Nhân chứng vô gà. Dạ, chết bỏ không có được lấy máu, máu mới đó là dơ. Chúa đã cho con cái gì là con nhận cái đó. Và Chúa muốn con chết thì con phải chết, chứ còn con nhận người khác là con đã đi ngược lại lời Chúa. Thì cái đó mình không có chịu suy nghĩ mà mình cứ có nhiều bà mẹ nhìn con chết dứt khoát không có chịu nhận máu. Cái đó là cư cư nghe kịp không? Hoặc là cái cô ở bên Thèn Bà, cô ở Mỹ mà cô bị cái chứng suy dinh dưỡng là tại vì cô ăn uống theo cái trường phái vừa là chay của Bắc Tông mà vừa là cái gì thực dưỡng gì đó, no, thực dưỡng nó có chữ thực dưỡng có nghĩa là nutrition. Osawa là một trong những sum up, cũng là one up dâm thôi. Có nghĩa là trong một ngày như vậy đó, là trong cái thức ăn á, bao nhiêu dương bao nhiêu âm, rồi màu, một ngày phải ăn đủ bao nhiêu màu, nghe kịp không? Mà bà ăn rồi bà tính theo cái tiêu chuẩn của bà, cái nutrition bà phải là nutrition của khoa học mà nutrition của cái trường phái âm dương à, ba cái âm dương ngũ hành vậy đó, ngũ hành nằm nghiêng, âm dương nằm dọc, em chưa biết đọc nên em nằm ngang đó. Mà coi như đó là nàng của tôi đã gầy ốm rồi, căn bản bẩm sinh là đã thiếu tùm lum rồi, mà nàng quất thêm cái chai nữa nên nàng không có ăn đồ mặn, mà cộng thêm ba cái dụng thực dưỡng cho nên có nhiều khi là táo nàng không ăn nhiều như mình được. Bởi vì bữa đó nàng ăn tới đó thôi, ăn không ăn thêm bị táo nó màu đỏ quá nó chói mắt thì sao đó, cho nên là cà rốt là được bao nhiêu đó thôi, rồi xanh bao nhiêu, tím, hồng, vàng, xám, nâu, màu đà, màu điếc gì đó, thì nàng biết là trên đất Mỹ này mà nàng bị suy dinh dưỡng. Mà tôi không có dám nói bởi vì mình bà đâu có tin mình đâu. Tôi chỉ nói cô ơi coi lại đi, chắc sợ cô tịch trước khi đắt đó. Thường người ta đắt là mới tịch, còn này mình tịch trước khi đắt đó. Cô tôi vẫn giỡn vậy đó, mà chắc nay nó tịch rồi. Không nghe luôn thì nó bà cũng thương tôi lắm, mà lâu quá không có lo, chắc tịch quá, tịch chưa khi đắt đó. Thì sợ giống như là họ ăn không đúng, rồi cứ khư khư như vậy. Mà trên đất Mỹ mà suy dinh dưỡng chứ nó bỏ châu Phi tôi không có thích. Rồi tự mình cứ cái không có nên. Bởi vì các vị biết trung đạo là gì?
Trung đạo là không có chạy theo cái ghét hoặc cái thích, biết không? Né cái ghét mà né quá cũng là sai, mà nghiêng về cái thích quá cũng là sai, có biết cái đó không? Trung đạo là không có né quá mức cái mình ghét, và cũng không có nghiêng quá mức cái mình thích. Mà cái gì phải thì thôi nha, cái đó quan trọng vô cùng. Thì cái tinh thần trung đạo nó không có riêng gì vấn đề tinh thần tâm linh, mà nó trong cả đời sống vật chất cũng làm như vậy. Và sẵn đây tôi nói luôn, người Việt Nam có một cái khái niệm ẩm thực rất là bậy bạ, đó là có tiền là ăn đồ bổ, thương ai là bèn cho ăn đồ bổ. Âu Mỹ không có như vậy, chỉ cho ăn cái đồ nó thiếu thôi. Nó thiếu sắt, ai lên cho ăn sắt. Nó thiếu magnesium, cho ăn. Nó thiếu calcium, cho ăn calcium. Nó thiếu cái gì thì cho ăn cái đó. Còn Việt Nam mình là hễ có tiền là xăm yến, rồi bào ngư, rồi cái giống gì linh chi, rồi cái gì tập bảy xương rồng, tập bảy tập ba tập năm lọc nhung rồi. Thì mình quên một chuyện là cái thân của mình, tâm của mình nó không phải là cái nhà kho, mà nó là một bộ máy. Bộ máy chỉ chấp nhận cái gì hợp lý thôi. Cái nhà kho thì cái gì mình muốn chắc vô thì mình chắc, rồi mình khóa cửa lại. Đồ nào quý là mình chắc. Nhưng mà cái thân tâm mình nó không phải là cái nhà kho, mà nó là bộ máy. Mà bộ máy thì nó chỉ đón nhận cái gì hợp lý thôi, nó không chứa đồ dư. Chỉ cần có một chút thiếu và có một chút dư thì cái máy cũng hoạt động, đúng không ta? Nhưng mà rất nhiều người Việt Nam không hiểu cái chuyện đó. Không coi thân tâm là cái máy mà lại coi nó là nhà kho. Cho nên thấy cái gì hay hay đèn chất vô. Mà cái gì đứng được một cái đồng hồ đang chạy mà mình thấy cái gì hay mình nhét vô thì cái đồng hồ nó đứng đừng có trách nữa. Dầu cái mình nhét là một viên ngọc xoàn. Có phải không ta? Dạ. Hả? Cái đồng hồ đang chạy là tôi nhét một cái viên mà 8 đi nó có chạy nổi không? Không. Có ai có đồng hồ đó rách tôi mượn. Không, tại vì nó hột xoàn mà mình nhét vô chứ, nhét cho nó sáng. Nhét cho nó chết cha cái rồi. Cái Rolex nó chỉ nằm ở cái gì ngoài đồng hồ đi, ok. Nhưng mà dạch cái máy ra mà đúc cái hộp xoàn 8 liên vô là chết cha đó rồi nha. Cho nên tu hành y chang như vậy. Tu hành không phải thấy cái gì hay ho là mình tập trung. Một gương mặt đẹp không phải là mọi chi tiết đều đẹp, mà là sự kết hợp hài hòa cân đối giữa từng ngón, có hiểu không? Lỗ mũi có thể dọc dừa hay dọc bờ đê, tùy. Chân mày có thể lá liễu hay lữ lam, tùy. Môi trái tim hay môi trái ống tùy, miễn là một sự kết hợp hài hòa. Đừng có nhìn tôi nhỏ, tôi xấu quá rồi. Miễn là một sự kết hợp hài hòa cân đối và hợp lý, ta bèn đẹp. Ok nhỉ? Thì là mai em giảng tăng nữa, mai em giảng sáng rất là vui gặp bà con. Để đây giờ cũng biết không cũng được. Có cái gì có trà có sô cô la gì cho hàng nữa như là tỷ tinh con có cái gạo rang nè sư. Tôi mới uống tập hai tôi đang uống gạo rang. Gạo rang là có đậu đen nữa sư, dương không qua mình đây. Hôm qua mình còn gạo rang phải không? Cái này mấy chị dân